mà bị ma quấy phá, ác ma quấy phá. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại dạy lần, hãy trở về chỗ đó và trực diện với đắc ác ma. Và khi mà được khuyến khích như vậy, thì vị tỳ kheo này đã trở lại chỗ đó và làm như lời Phật dạy. Và cuối cùng thì vị này đã vượt qua khỏi chi phối ác ma và thành tựu được chánh trí. Một câu chuyện có nhiều điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cung trình từ tổ hợp thân vì giảng sư ngày hôm nay giảng dạy ý nghĩa của bài kinh này. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Nhất Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc bài. Bài 2, Kinh Samithi, Samithi Sutang, trực diện với ma. Có bức tường vô hình giữa cái biết và cái không biết. Điều này trùng hợp cả đối với thiên tử ma cũng như phiền não ma. Khi ác ma bị nhận diện thì tự biến mất. Phiền não ma cũng vậy. Tâm lý học Tây Phương có phương cách trị liệu đối với những sợ hãi do ám ảnh, phobia, bằng cách đối diện trực tiếp với những gì tạo nên sợ hãi như chuột, dán hay cao độ, vân vân. Trong trường hợp này, ác ma dùng tiếng động đáng sợ để chi phối tâm của tôn giả Samithi. Đức Phật dạy nên trở về chỗ cũ và thực hiện với ma cả ngoại tại cũng như nội tại. Cuối cùng tuệ giác đường khai. Kinh văn. Thổ ấy, Đức Thế Tôn trú giữa những người Sakya tại Silawati. Bây giờ, gần Đức Thế Tôn, tôn giả Samithi sống nhiệt tâm, tinh cần, không sao lãng. Rồi tôn giả Samithi trong lúc độc cư, tỉnh mặt khởi lên ý nghĩ, quả thật lợi ích cho ta, quả thật lợi ích thù diệu cho ta khi đạo sư của ta ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Quả thật lợi ích cho ta, quả thật lợi ích thù diệu cho ta khi ta được xuất gia trong giáo pháp. Khi ta được xuất gia trong pháp và luật khéo giảng dạy, quả thật lợi ích cho ta, quả thật lợi ích thù diệu cho ta khi các bạn đồng phạm tu là những bậc giới hạnh hiền thiện. Bây giờ ác ma với tâm của mình biết suy nghĩ của tôn giả Samithi liền đi tới tôn giả Samithi và tạo nên một âm thanh khủng khiếp như địa chấn cực mạnh. Rồi tôn giả Samithi đi đến Đức Thế Tôn sau khi đảnh lễ bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con gần Đức Thế Tôn với nhiệt tâm tinh cần không sao lãng. Rồi trong lúc độc cư tỉnh mặt khởi lên ý nghĩ, quả thật lợi ích cho ta, quả thật lợi ích thù diệu cho ta khi đạo sư của ta là bậc ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Quả thật lợi ích cho ta, quả thật lợi ích thù diệu cho ta khi ta được xuất gia trong giáo pháp và luật khéo giảng dạy. Quả thật lợi ích cho ta, quả thật lợi ích thù diệu cho ta khi các bạn đồng phẩm tu là giới hạnh và hiền thiện. Khi ấy có một âm thanh khủng khiếp như địa chấn cực mạnh. Này Samithi, không phải là địa, đó là ác ma đã đến để làm mờ loạn thầy. Này Samithi, thầy hãy trở lại chỗ ấy và sống nhiệt tâm, tinh cần, không sao lãng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, tôn giả Samithi vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về ngài rồi ra đi. Lần thứ hai, tôn giả Samithi sống nhiệt tâm, tinh cần, không sao lãng. Lần thứ hai, tôn giả Samithi trong lúc độc cư tịnh mặt khởi lên ý nghĩ, quả thật lợi ích cho ta, quả thật lợi ích thù dự cho ta khi đạo sư của ta là bậc ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, vân vân. Lần thứ hai, ác ma với tâm của mình biết được suy nghĩ của tôn giả Samithi, liền đi tới tôn giả Samithi và tạo nên một âm thanh khủng khiếp như địa chấn cực mạnh. Rồi tôn giả Samithi biết đây là ác ma, liền nói ác ma kệ ngôn: Xuất gia với niềm tin, ta sống không gia đình, niệm tuệ ta thuần thục, tâm ý khéo an định, tạo hình gì ngươi muốn chẳng làm ta loạn động. Rồi ác ma biết được
Tỷ kheo Samithi biết ta nên buồn và thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. Tích văn: Sathaya hằng Appachitto, ta xuất gia với niềm tin. Aragasma Anara ghi rằng, thoát tục sống không nhà. Satipanya Chimme Buddha, chánh niệm và trí tuệ đã thuần thục. Chittancha Susamahitang, tâm tư đã được khéo an định. Kamankarasu Rupani, người có hiện hình kiểu nào đi nữa, nơi quá măng gia thái dít sát di trí cũng không khiến ta loạn động. Tích nghĩa: chữ Buddha trong kệ ngôn của tôn giả Samithi được tìm thấy trong Trưởng lão Tăng Kệ là cách viết khác của Buddha, nghĩa là thuần thục. Trong bản sớ giải thì nói rằng chữ Buddha ở đây chỉ cho chữ Nyata, mà hậu sớ giải định nghĩa từ này là sự tỏ ngộ bởi thánh đạo với năng lực của tuệ giác. Ta Ariya Maggena Chanana Samatha Navavena Avabuddha, cũng theo sớ giải, không lâu sau sự kiện này, tôn giả Samithi chứng quả A-la-hán. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Tỳ Bi thuyết giảng bài học hôm nay, và thành kính cung thỉnh Ngài. Yeah, hello. Yeah, cảm ơn quý vị. Yeah, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ Ngài Hòa Thượng Tề Siêu, Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tề Trì, Đức Tề Đức, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, thân chào Phật tử. Thì trong nguyên một cái phẩm tương ứng ác ma, phẩm thứ ba này rất là nhiều những câu chuyện. Những câu chuyện này thì chúng ta thấy là liên quan đến ác ma. Và thường thường thì chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn Ngài cũng vẫn giảng dạy với một cái người tu tập đó, thì phiền não ma hay là chư thiên ma hay là tử thần ma hay là ngũ uẩn ma, phiền não ma, thì những cái phiền não này đó, thì hay là những cái thế lực bên ngoài như là chư thiên ma đó, thì chúng ta thấy như là thiên ma là ác ma. Như vậy á, thì và chúng ta biết rằng á, đối với chư thiên đó thì là một cái thế lực, mà một cái thế lực này đó mà mình thấy rằng cái bậc mà chứng được đại giác hay là những cái bậc mà chứng được tuệ giác để trở thành những bậc thánh tu đồ quần rồi đó, thì ác ma không có làm gì được nữa. Và những cái vị mà đã trên cái đạo lộ này và đã nhiệt tâm để trở thành những cái bậc thánh hữu học hay là những vị bậc thánh vô lậu, thì ác ma cũng chẳng làm gì được. Vì sao vậy? Vì chúng ta biết rằng những cái vị này là những vị đã đầy đủ những cái đức tánh, ở trong đó có niệm tuệ là để chứng ngộ được đạo quả. Và dù là ác ma có là một lần hay là hai lần hay là ba lần, nhưng mà thật sự những vị này đó không biết, nhưng mà khi mà được Đức Phật Ngài dạy rồi đó thì biết rằng đó là những cái thế lực muốn quấy phá mình, và những cái thế lực đó muốn chinh phục mình. Nhưng mà mình làm sao để mình vượt qua được cái sự chinh phục đó? Thì chúng ta biết rằng thật sự ra đó thì Đức Thế Tôn cũng dạy trong Tăng Chi Pháp Mục Chi đó, ai mà có cái sự tu tập mà tùy niệm Phật ở đây sẽ chứng ngộ được cái quả giác ngộ giải thoát. Thì Đức Phật nói như vậy cho biết rằng khi một cái vị đệ tử của Đức Phật tùy niệm về đạo sư của mình, thì mình thấy sẽ thấy được Đức Thế Tôn người đã hy sinh đó, hy sinh để hành trì 35 từ thường độ, cận độ đến siêu độ. Và Ngài đã thực hành với cái ước nguyện giác ngộ giải thoát và với cái hạnh nguyện tế độ chư thiên và loài người. Ngài đã vượt qua được tất
tất cả những cái chướng ngại, và tự ngài đã hoàn thành cái đạo lộ giác ngộ và cái đạo lộ siêu thế cũng như hiệp thế. Ngài biết được tất cả những cái pháp dẫn dắt cái chúng sanh đến cái sự an tịnh, hay là đến cái sự tinh lương, hay là đến cái sự thù diệu. Và ngài đã giảng dạy cho các cái người đệ tử, và những người đệ tử này đã khéo nghe học và khéo hành trì như là tôn giả Sa Bích Thí. Như vậy thì cho biết rằng tôn giả Sa Bích Thí này đó là một vị tỳ khưu tu tập rất nhiệt tâm. Và chúng ta thấy ở trong kinh, nhất là kinh Tương Ưng này, thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều cái bài kinh nói về cái vị trưởng lão này. Và một cái vị mà tu tập mà nhiệt tâm như vậy đó, thì vị này luôn luôn suy tưởng về cái hữu duyên của mình. Hữu duyên của mình có nghĩa là mình sanh ra ở trong đời này với cái tuổi đời còn trẻ, và với được xuất gia rất sớm, và với cái bậc đạo sư tối thượng như vậy, quả thật là cái sự lợi ích, quả thật là cái sự lợi ích toàn diện, cái sự lợi ích toàn bộ cho mình khi mà mình tu tập và có cái bậc đạo sư là cái bậc đại giác, và cái bậc đại giác đó đang hoằng pháp lợi sinh, mà mình được xuất gia và được khéo hành trì những cái lời dạy, những cái lời giảng dạy của bậc đại giác. Và những cái bậc đệ tử của ngài, các bậc thánh, chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, hay là đối với đệ tử của Đức Phật, như là những cái vị trưởng lão tăng hay là trưởng lão ni, dù là chúng ta nghe những vị trưởng lão ni, nhưng mà khi mà ác ma đến cũng không làm gì được, đừng nói gì đến những vị tăng. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà những cái vị thánh ni đã biết ma, và đã nhắc nhở với ma, và đã nói lên những cái hạnh nguyện của mình và cái con đường mà của ác ma đi. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà ác ma biết được các vị đó biết mình thì rất là xấu hổ, muốn bỏ đi chỗ khác. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rằng ở trong đời này đó, thật sự ra người ta sợ hãi những cái gì mà nó quá mức độ. Tuy ví dụ chúng ta thấy rằng thường thường thì ở trong Vi Diệu Pháp có nói rằng một cái cảnh rất lớn thì làm cho cái tâm mình bị bấn loạn. Bởi vì thường thường cái tâm của mình khi mà mình đang một cái chuyện gì đó mà đang suy nghĩ, hay là chỉ có khi nào những cái vị mà đang ở trong tâm định đó, mà cái cảnh rất lớn đó, nhờ cái định niệm đó, vị đó vẫn chánh niệm. Chứ còn thường đó, thế gian đó, hay là thường đối với chúng sanh đó, thì khi một cái cảnh gì mà quá to đó, thì làm cho người đó gọi là phóng dật. Phóng dật thì hay là uất thất chá đó, thì chúng ta hiểu giống như là một cái cục đá mà quăng vô đống tro vậy. Thì cái tác của cái cục đá đó làm cho tro nó bung lên tung tóe. Thì cái vật của thất cha nó cũng giống như vậy. Và đối với chúng sanh đó, thì ai cũng có những cái phiền não này. Bởi chúng ta thấy học trong Vi Diệu Pháp đó, chúng ta có hai cái loại tâm si: tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Và chúng ta có bốn cái sở hữu bất thiện biến hành, đó là si, vô tàm, như quý và phóng dật. Và cái sở hữu phóng dật đó, thật sự ra là một cái phiền não mà rất là khó để đoạn trừ tới vị A-na-hàm, vị A-la-hán thì mới đoạn trừ toàn diện được. Nhưng mà chúng ta nói thì nói như vậy, nhưng mà thật sự ra đó, nhưng mà những vị thánh tu đồ quần rồi đó, thì cái sự chứng ngộ đạo quả và cái thánh đạo thánh quả đó đã làm cho vị đó đó có cái niềm tin đặc biệt đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, hay là cái sự hoàn mãn đối với học giới là công sức sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hay uống rượu, hay là hoàn mạng về bát giới, có nghĩa là tám giới của vị thánh cư sĩ. Cái sự hoàn mãn, chúng ta nói hoàn mãn là cái vị đó là một cái vị thánh mà có bảy cái thánh sản đó, trong đó có cái thánh giới đó, cái thánh giới có nghĩa là cái giới và cái tàm quý đó, là vị thánh tu đồ quần đã có được cái thánh sản này.
Nên đó, ác ma đó không có thể nào, dù là ác ma có làm đảo lộn cái địa cầu này, nhưng mà cái tâm của vị đệ tử đó đó không có thể nào mà bị đảo lộn. Thì chúng ta biết rằng đối với thánh cư sĩ là như vậy, thì đối với những cái vị xuất gia như là những cái vị mà có cái duyên để trở thành những vị A-la-hán, thì tôn giả Sa-mít-thí là một vị có cái duyên lành để trở thành vị A-la-hán. Và thường thường thì chúng ta biết rằng một cái vị mà có duyên lành để trở thành A-la-hán đó, thì những cái ba la mật hạnh đó, các vị đó đã tu tập ở trong cái thời kỳ, đã tu tập trong cái Đức Phật Kassapa để đến Đức Phật Gotama, là những cái hạnh tu đó, đó nó đã trở thành miên mật, nó trở thành những cái gì là cái cốt lõi, những cái gì đó là những cái hiệu quả để đưa đến cái sự đoạn tận phiền não. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nghe lại nhiều cái câu chuyện đó, thì chúng tôi cũng còn nhớ tôn giả Sao Thí này cũng có một cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Và cái vị Sa-mít-thí này đó, thì là chúng tôi nhớ là ở trong kinh Trung Bộ là có một vị chư thiên đó hỏi vị này có thực hành cái Nhất Dạ Hiền Giả hay không. Và vị này đó thì mới đầu không có thực hành, nhưng mà sau này về bạch hỏi với Đức Phật, và Đức Phật ngài thuyết về cái bài Dạ Hiền Giả. Như vậy thì cái vị này đó là khi mà được Đức Phật ngài thuyết giảng nhiều lần như vậy, và vị này sống nhiệt tâm đó, tinh cần như vậy đó, thì vị này khởi lên cái sự mà suy tưởng về cái bậc đạo sư, cái bậc đại giác, cái vị ứng cúng chánh tri này thật sự là một cái lợi ích rất là to lớn. Vì mình hiểu rằng Đức Phật thường ngày biết được cái tâm của tất cả đệ tử của Đức Phật, và những cái gì mà những cái vị đệ tử của Đức Phật bị trở ngại đó, Đức Phật này đều biết hết. Cái thằng ác ma tới làm những cái âm thanh vậy, thì tôn giả Sa Thí chỉ nói Đức Phật thôi, thì Đức Phật này đã biết cái đó là không có ai khác, là chỉ là ác ma. Ác ma tới khuấy rối mấy ông để cho coi tâm tư mấy ông là có được bình tĩnh hay không. Như vậy thì chúng ta biết rằng thường thì Đức Phật này ngày giảng dạy và ngày nói đến những cái phiền não ma, hay là cái chư thiên ma đó, nó không có nguy hiểm bằng cái phiền não ma. Chính vì cái phiền não ma là cái phiền não trong tâm của chúng ta, đó là những cái kiết sử, những cái lậu hoặc, những cái phiền não mà nó cản trở chúng ta, nó chính là cái điều kiện cản trở, nó là một trong những cái ác pháp hay là những bất thiện tâm, và nó sẽ sanh khởi nếu mà chúng ta không có chế ngự được nó. Nó sanh khởi và nó tiến triển đó, nó sẽ tạo ra những cái ác nghiệp. Chúng ta thấy cái ác nghiệp đó là do chúng ta tạo ra. Khi mà cái tâm của chúng ta đó, ví dụ chúng ta thấy tôn giả Devadatta đã đắc được bát thiền ngũ thông, nhưng mà cái tâm đó, mong mỏi danh lợi đó, và chính cái tâm mong mỏi danh lợi đó đã sao lãng cái bát thiền, và nó làm cho hoại diệt cái ngũ thông khi mà đã làm thân Phật chảy máu chia rẽ tăng. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật á, ngài biết được những cái chướng ngại, và những cái vị nào mà đi bước vào cái con đường chướng ngại đó thì sẽ khó có thể đắc được đạo quả. Và chúng ta học tương ưng bộ kinh này đó, thì chúng ta sẽ học đến một tương ưng cung kính danh vọng và lợi đắc á. Thì chúng ta thấy rằng nguyên trong cái phẩm đó Đức Phật lại nói về rất là nhiều cái hiểm họa. Nếu một người mà đắc thiền hay là một người đắc sơ đạo mà bị rơi rớt vào đó, nó cũng sẽ trì trệ. Nên Đức Phật này vẫn nói bị tu đồ quần đó, có thể từ 7 kiếp, hoặc là từ 1 kiếp nữa thôi, hoặc là từ 2 đến 5 kiếp sẽ đắc đạo quả là hán. Là tùy cái vị đó, cái sở hành của vị đó thiên về tệ quán nhiều, thì chỉ còn 1 kiếp nữa vị đó trở thành A-la-hán. Nhưng mà vị đó tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán đó, thì 2 đến 5 kiếp. Nhưng mà vị tu đồ quần sống bình thường đó, thì cũng kéo dài đến 7 kiếp luân hồi. Như vậy thì Đức Phật á, ngài đã thuyết giảng toàn diện, ngài đã nói lên toàn bộ những cái gì mà đưa đến cái sự cứu cánh toàn diện, và những cái gì đó nó sẽ gây ra cái sự kéo dài. Dù là vị thánh tu đồ quần không có thể rơi vào 4 đường ác đạo,
nhưng mà cái sự luân hồi nó sẽ kéo dài đến 7 lần. Nhưng mà những cái vị mà nỗ lực nhiều hơn đó, muốn chấm dứt luân hồi chỉ cần tu thiền quán thì chỉ cần một kiếp nữa thôi. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, chính cái tuệ giác đó thấy cái sự khổ và mong dứt sự khổ. Nên thường thường quý vị thấy rằng á, một cái người tu thiền mà gọi là thiền định và thiền tuệ đó, thì nó chỉ khác nhau ở chỗ là thiền định đó, nó cũng có định, thiền tuệ đó, nó vẫn có định. Nhưng mà định của thiền tuệ đó là định để cho cái tâm định đó, nó kiên cố, và cái định đó nó làm cho cái tuệ đó thấu triệt được cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã của các pháp hữu vi hay là của danh sắc. Và nó tập trung vào cái điều kiện để tiêu diệt danh sắc. Nó tập trung vào cái tuệ để thấy được cái khổ của ngũ uẩn. Nên cái thiền định đó là bám vào cái đề mục, và thiền tuệ đó thì thấy được cái tướng của vô thường, khổ, vô ngã. Nên khi mà nói đến thiền tuệ đó thì chúng ta thấy rằng một cái vị mà tu thiền tuệ đó thì rõ ràng lúc nào cũng thấy cái danh sắc là khổ. Ví dụ chúng ta thấy cái danh sắc này khổ là gì, ví dụ đói khát, nóng lạnh, bệnh hoạn, tắm rửa giặt giũ, ngủ nghỉ, mình thấy những cái đó là những cái mà không thể nào thiếu được trong một cái kiếp sống. Và nó là những cái nỗi khổ của tất cả chúng sanh, không có ai thoát khỏi hết. Đi tìm ăn, sáng ra những vị tỳ khưu đó lìa bỏ trú xứ, lìa bỏ chỗ ngồi thiền để đi gì, để ôm cái bình bát, ôm cái bình bát đi kiếm vật thực, kiếm vật thực ăn rồi đó, rồi quý vị thấy ăn cái vật thực đó rồi thì sẽ thấy được cái sự hôn trầm thị miên. Nên vị đó cũng phải cố gắng vượt qua được cái sự hôn trầm thị miên. Khi mà có vật thực vào đó, nó sẽ người đời hay nói rằng căng da bụng mà dùng da mắt đó. Thì thật sự ra đó thì chúng ta cũng thấy khoa học cũng nói như vậy. Khoa học nói khi mình ăn lượng vật thực vào nhiều đó thì sẽ làm cho mình đó là cái sự uể oải, cái sự uể oải. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, ngài cũng thuyết rất là nhiều khi mà những vị tỳ khưu thọ dụng vật thực đó, thì cái vật thực nó làm cho mình giống như say vậy. Có nghĩa là mình dễ chìm vào giấc ngủ. Và làm sao đó mình phải thọ dụng cái vật thực đó, mình thấy được cái nỗi khổ. Khi mà mình đói đó thì mình đi tìm ăn, nhưng mà khi ăn rồi đó nó lại sanh ra cho mình cái sự buồn ngủ. Chính vì điểm đó đó nên đó, mỗi khi một cái người tu thiền quán đó, thì họ mỗi ngày họ thấy được cái nỗi khổ này. Nên thường thường quý vị rằng những cái khi mà tu thiền đó, mình ngồi mình gục một tiếng hai tiếng đồng hồ, chứ không phải là ngồi rồi nó tỉnh táo đâu quý vị. Thật sự đâu quý vị thấy một cái người ngồi thiền có nhiều khi nó gục đã rồi nó tỉnh, tỉnh đã rồi gục đã rồi tỉnh, nó cứ xoay trở như vậy đó. Nhưng mà mình không có tu thiền đó thì mình không thấy được điều đó. Nhưng mà khi mình tu thiền đó, mình sẽ thấy được đó. Mình thấy được nghĩa là cái lúc mình ăn rồi đó thì nó buồn ngủ. Nhưng mà bình thường á, mình cũng ở trong chùa nhưng mình không tu đó, mình thấy ăn là trưa mình ngủ trưa chút xíu. Nhưng mà thật sự đó khi mà mình tu đó thì mình sẽ thấy được khi mình ăn rồi cái vật thực rồi đó, làm cái thân thể mình đó, nó nặng nề, nó chìm xuống, nó làm cho mình muốn đi ngủ. Như vậy á, thường thường á, mình đói á, phải đi tìm ăn, mà ăn no rồi phải đi tìm ngủ. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng cái ngày giờ đó nó còn gì để cho chúng ta tu tập. Nên chúng ta phải tự nỗ lực hành trì nhiều hơn để thấy được cái nỗi khổ, cái hiện khổ của danh sắc, cái hiện khổ của thân tâm này, cái hiện khổ của luân hồi này. Nếu mà mình có hành trì như vậy đó thì cái tuệ giác nó sẽ bừng lên, và nó thấy cái hiện tượng đó là thật sự một cái thời gian ngồi chống lại với phiền não buồn ngủ, hôn trầm thị miên đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng năm triền cái thì Đức Phật cũng nói đến hôn trầm thủy miên truyền ra. Đó là một cái sự chướng ngại không nhỏ trên cái con đường giác ngộ giải thoát đâu quý vị. Bởi vì khi mà mình tu tập thôi, mình chỉ cần vượt qua được cái hôn trầm thủy miên thôi là cả một cái sự gian nan. Ngồi có nhiều khi gục gặt, ngồi khi mà dục gục mà té, mình gọi là té ngửa luôn á, té cắm đầu luôn á, té cắm đầu cũng có, té ngửa cũng có. Tại sao? Vì khi mà buồn ngủ rồi đó, chúng ta không còn điều khiển được cái thân của mình. Bởi vì nhiều khi đó bị cái hôn trầm thị miên nó
gọi là nó tai nghiến mình, nó chế ngự mình, chứ mình không chế ngự được nó. Nên đó, mình thấy thật sự đó, khi mình tu tập đó, mình mới thấy được cái sự không trầm thiên miên đó là một cái chướng ngại. Khi người nào mà chưa biết được không trầm thiên miên, thật sự là người đấy chưa có biết được cái sự tu thiền. Khi mà chỉ có khi tu thiền rồi mới thấy được. Nên chính vì điểm đó, nên Đức Phật Ngài đã thuyết giảng, và tôn giả Sa-ma-tí sống mà tu tập đó, thì thấy được cái sự lợi ích mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng. Và cái sự lợi ích đó thật sự là rất là thù diệu. Bởi vì không còn cái gì mà Đức Thế Tôn Ngài không thuyết, không giảng, và không có gì mà Đức Thế Tôn Ngài không dạy. Và những cái gì là trở ngại, những cái gì là chướng ngại, những cái gì gây ra những cái điều khổ lụy cho tương lai đó, thì Đức Phật Ngài đều thuyết giảng. Và chính vì như vậy nên khi mà Ngài hành trì nhị tâm như vậy đó, thì ác ma cũng muốn khuấy rối. Bởi thường thường quý vị thấy rằng cái thời kỳ mà có Đức Phật và cái thời kỳ không có Đức Phật nó cũng khác xa rất là nhiều quý vị. Thời kỳ có Đức Phật có nhiều khi những cái vị địa khu đó gặp những cái trứng ngại gì đó, thì có Đức Phật và Đức Phật Ngài biết được những cái điều kiện gì để giúp cho cái vị này tỏ ngộ, sự giác ngộ. Nên nhiều khi quý vị nghe nhiều cái câu chuyện là vị địa khu đó, vị địa khu đó còn trẻ, gia đình rất là giàu, nhưng mà khi nghe pháp rồi phát tâm xuất gia, nhưng mà khi xuất gia rồi đó, vào chư tăng dạy bao nhiêu đây là những cái pháp ưng học pháp, bao nhiêu đây là ưng xã đối trị, bao nhiêu đây là pháp chúng học, bao nhiêu đây là pháp tăng tàn, bao nhiêu đây là pháp bất cụng trụ, dạy nhiều như vậy đó, bị này suy nghĩ rằng không thể nào mình nhớ hết nổi. Thôi bây giờ mình quần tục đi, mình giàu có, mình có của cải tài sản, mình quần tục đi, mình về mình bố thí cúng dường là được rồi, mình giữ năm giới thôi. Nhưng mà khi mà cái vị đó khởi lên như vậy, trình bạch với những vị giáo thọ của mình, những vị hòa thượng tế độ của mình, thì những hòa thượng tế độ và những vị giáo thọ đó đã dẫn đến Đức Phật. Và Đức Phật này biết được, mà Ngài nói cái vị địa khu đó chỉ cần giữ ba giới thôi. Giữ ba giới đó, cái giới tự thân, cái giới tự khẩu, cái giới tự ý, giữ ba giới đó thôi. Thì cái vị thanh niên này, cái vị địa khu trẻ này mới suy nghĩ rằng thật là thầy của mình và hòa thượng tế độ của mình không phải là bậc đại lương y. Đức Phật là bậc đại lương y, nên Đức Phật ngài biết cái bệnh của mình không nhớ nhiều, nhưng mà mình có thể làm được cái chuyện mà giữ cái giới từ thân, từ khẩu, từ ý. Bậc đại lương y nên biết bệnh cho cái thuốc rất là dễ uống, rất là dễ hành trì. Và cái vị này á, hành trì một thời gian sau thôi trở thành vị A-la-hán. Thì quý vị mới thấy rằng khi mà đi xuất gia vào chùa đó, nhiều khi mình thấy mình đơn giản như vậy, nhưng mà nó không có đơn giản quý vị. Nhiều khi vô bây giờ mình phải học để thuộc cái luật của vị tỳ khưu, thì phải học như vậy. Nhưng mà khi học quá mà thấy nhiều quá như vậy đó, đâm ra sợ hãi rồi thôi, nghĩ là bây giờ mình quần tộc đi, mình là người có của cả tài sản, mình về làm cư sĩ bố thí như vậy được rồi. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng cái con đường xuất gia là đường mà có cái thời gian hành trì nhiều nhất, cái con đường mà có thời gian để diệt trừ phiền não nhiều nhất, và cái con đường đó thuận lợi nhất. Mà nếu mà mình bỏ con đường thuận lợi rồi thì mình đi những con đường khác, nó không phải là không có, nhưng mà nó sẽ trở ngại rất là nhiều. Chính vì điểm đó nên tôn giả Sa-ma-thí cũng như là các cái vị tỳ khu mà thời kỳ của Đức Phật đó, nhiều khi đó là gặp những cái sự trở ngại gì, thì cái sự trở ngại đó đến đó, Đức Phật biết hết, biết cái sự trở ngại đó và biết như thế nào để cho cái vị đó dễ dàng nhất và cái vị đó dễ dàng thành tựu đạo quả nhất. Nên nhiều khi quý vị thấy đối với Đức Phật còn đại thế đó, có nhiều khi Đức Phật ngài chỉ những vị địa khu đó thấy nhiều giới quá, Đức Phật ngài nói chỉ giữ một giới thôi được không, vị đó thấy nhiều giới, bây giờ giữ con giới dễ quá, thì Đức Phật ngài nói rằng những gì ác đừng, hãy diệt trừ nó thôi, chỉ giữ một giới như vậy thôi. Thì một thời gian những vị đó đắc quả A-la-hán quý vị. Như vậy thì quý vị thấy rằng nhiều khi mình xuất gia với cái vị hòa thượng hay là với vị tế độ,
Nhưng mà những cái vị đó không có toàn diện như Đức Phật, không có khả năng để hoàn hảo như Đức Phật. Và đối với Đức Phật đó, thì Ngài biết, nhiều khi quý vị thấy, cũng như Ngài Chu Lão Banh Đá Cá vậy đó, Ngài đệ nhất về ý quá thông, nhưng mà khi gặp Ngài Maha Banh Đá Cá đó, thì không có muốn em mình đi tu. Vì sao vậy? Vì cái bị Chu Lão Banh Đá Cá đó, học 4 câu kệ mà 3 tháng trời không có thuộc. Có nghĩa là 3 tháng hạ đó, học hoài cũng không thuộc. 4 câu kệ, 3 tháng học hoài không thuộc. Học câu trước quên sau, học sau quên trước, học giữa quên hai đầu. Mà có 4 câu kệ thôi. Thì quý vị thấy rằng đó, khi một người mà khi gặp như vậy đó, thì nói như thế nào? Thôi, sư không có tu được đâu. Vì có 4 câu kệ mà học không được, sao tu được? Thôi quần tộc đi. Thì chính Ngài Maha Banh Đá Cá đó, Ngài đã kêu Ngài Chu Lão Banh Đá Cá quần tộc đi, trở về làm cư sĩ. Nhưng mà chúng ta biết rằng Ngài Chu Lão Banh Đá Cá, Ngài bị cái ác nghiệp thôi. Cái ác nghiệp đó là do cái kiếp Ngài quá thông minh đó, Ngài làm giáo thọ sư, và Ngài dạy học cho tăng đó, cho chư tăng đó. Và những cái vị mà chậm hiểu thì Ngài chê riết những vị đó, đó chán và vị đó bỏ học. Do cái nghiệp quả đó mà bây giờ Ngài sanh lại cái kiếp cuối cùng này, mà Ngài bị cái ác nghiệp, có nghĩa là học trước quên sau, 3 tháng hạ học 4 câu kệ em thuộc. Quá khứ Ngài là một vị pháp sư tam tạng rất quý vị. Nhưng mà khi mà Ngài giỏi như vậy đó, thì Ngài chê những cái vị mà học mà sao không có hiểu được á. Ngài chê và những vị đó đã buồn chán bỏ học. Mà với cái nghiệp đó mà Ngài bây giờ Ngài sanh ra, Ngài bị cái nghiệp, có nghĩa là học trước quên sau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, Ngài Maha Banh Đá Cá không có chấp nhận Ngài Chu Lão Banh Đá Cá sống trong giáo hội. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết cái duyên lành của Ngài Chu Lão Banh Đá Cá, và Ngài biết cái chướng ngại đó. Nên Ngài tới và Ngài giúp cho Ngài Chu Lão Banh. Từ buổi sáng tới buổi trưa thôi, Ngài đã trở thành vị A-la-hán để nhất ý quá thông rồi. Thì ông Chi Quá Cá đó, ông thỉnh Đa Tăng 500 vị địa khu. Thì Ngài Maha Banh Đá Cá nói rằng chỉ có Đức Phật và 499 vị tỳ khu thôi, còn lại nhiêu đó là đủ rồi. Nhưng mà khi mà ông Chi Quá Cá cũng dường đó, thì Đức Phật Ngài muốn hiển lộ cái đức tính và cái thành quả của Ngài Chu Lão Banh Đá Cá, nên Ngài nói rằng ở chùa còn vị tỳ khu nữa. Khi mà Đức Phật nói như vậy thì Ngài Banh Đá Cá biết rằng Đức Phật Ngài muốn nói vị tỳ khu nào rồi, có nghĩa là Ngài Chu Lão Banh Đá Cá thôi chứ ai nữa. Và tại vì Ngài Maha Banh Đá Cá không cho Ngài Chu Lão Banh Đá Cá đi ra tăng, nói rằng ông quần tục đi. Nhưng mà khi mà Ngài Chu Lão Banh Đá Cá Ngài trở thành vị A-la-hán để nhất ý quá thông đó, Ngài đã dùng cái năng lực của mình quá hiện ra cả ngàn vị tỳ khưu. Và Ngài chú nguyện đó, mỗi vị làm một chuyện, không có vị nào làm với nhau, không có làm việc trùng nhau. Nên mỗi vị giặt y rồi phơi y rồi rút y rồi xếp y rồi học kinh học luật, học như là tương ưng bộ kinh tăng chi, bộ kinh tiểu, bộ kinh gì đó, mỗi vị học một thứ gì đó, không có vị nào mà làm giống nhau hết, 1000 vị như vậy. Nhưng mà cái người tớ trai của ông Chi Quá Cá đó vào trong cái tu viện đó thì thấy quá trời tỳ khưu luôn, chứ không phải là một vị nữa. Bây giờ mới bạch với Phật là bây giờ không phải là một vị nữa mà rất là nhiều vị trong cái tu viện. Thì Đức Phật này nói rằng lên tiếng thì vị nào mà lên tiếng trước nhất đó, cầm tay vị đó thì tất cả biến mất hết. Thì cái người làm cho ông Chi Quá Cá đã làm ý như vậy. Và Ngài Chu Lão Banh Đá Cá Ngài tới Ngài dự lễ Đa Tăng xong rồi, thì Đức Phật ngày kêu Ngài Chu Lão Banh Đá Cá thuyết pháp. Và Ngài Chu Lão Banh Đá Cá Ngài thuyết pháp một cái trận pháp bụ đó đặc biệt thù diệu, và làm cho chư tăng đó có cái tán thán là Ngài Maha Banh Đá Cá không dạy được Ngài Chu Lão Banh Đá Cá, nhưng mà đối với Đức Phật chỉ có buổi sáng tới trưa thôi, và Ngài đã trở thành một cái vị pháp sư tài hoa như vậy và thuyết pháp giỏi đặc thù như vậy. Nhưng mà Đức Phật Ngài cho chư tỳ khưu biết rằng Ngài Chu Lão Banh Đá Cá đã trở thành vị A-la-hán này với đệ nhất và ý quá thông, chứ không phải là bình thường nữa, là một trong những vị trưởng lão thù diệu trong tăng chúng, chứ không phải bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với tôn giả Sa-ma-thí cũng vậy, là một vị đệ tử của Đức Phật và có duyên trở thành A-la-hán,
và ác ma có làm gì đó thì Đức Thế Tôn Ngài cũng biết và Ngài cũng dạy. Và Ngài nói với Ngài Samithi đó, hãy đến cái chỗ đó, cái chỗ mà ác ma khuấy phá đó, hãy đến đó và hãy tu tập. Nè. Thì chúng ta thấy rằng cái chuyện này nó cũng rất là nhiều cái việc y như vậy quý vị. Khi mà Đức Phật Ngài biết, khi mà ở đó đó, vị này nhiệt tâm được đó, thì cứ ở đó, nè, nhiệt tâm được ở đó. Cũng như chúng ta thấy câu chuyện của Mã Lão Bà, Mã Đề Thôn vậy đó. Cái vị tỳ khưu này nghĩ cái gì bà cũng biết hết. Ừ. Cái vị này sợ quá, chạy về Đức Phật. À. Như Đức Phật Ngài, Ngài khuyên, hãy lại đó ở đi. Ông đừng có sợ gì, ông cứ giữ tâm ông là được rồi. À. Vị này nghe lời Đức Phật á, thì tới đó giữ tâm của mình thôi. À. Tại vì á, cái tâm mình nghĩ cái gì mình giữ cái đó thôi. Chỉ cần vậy thôi là đúng rồi. Và vị này, thời gian vị này đắc quả là hết. Bởi vì Đức Phật này biết rằng cái vị này á, nếu ở đó đó có một người biết được tâm mình á, thì bây giờ mình giữ tâm mình thôi. Giữ cái tâm mình trong sáng thì người ta biết cái tâm mình trong sáng cũng đâu có gì đâu. Thì đây là một cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta học ví dụ pháp, chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta có tâm thiện đó, thì tâm thiện đó, nó là gì? Nó không bệnh hoạn, nó là khôn khéo, khôn ngoan, nó là sáng suốt, không lỗi lầm. À, nó là cho quá vui. À. Nhưng mà khi mà chúng ta ở dưới Đức Phật mà chúng ta khởi lên tâm bất thiện, nó cũng là bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, không sáng suốt, lỗi lầm, cho quá khổ. À, nhưng mà nếu mà mình có sống xa Đức Phật nhưng mình có tâm thiện đó, chính cái tâm thiện nó là chói sáng. Và Đức Phật Ngài tỳ khưu này á, giữ cái tâm mình thôi, là giữ cái tâm mình khi mà cái tâm mình á, là có chánh niệm á, để giữ khi mà nó khởi lên cái tâm bất thiện mình biết được nó, mình đừng khởi tâm bất thiện thôi, chỉ khởi lên cái thiện tâm thôi. À. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật á, Ngài biết được nhiều vị đó khi mà ở chỗ đó sợ, cũng như Tôn giả Samithi ở chỗ đó ma nó làm kinh hoàng như vậy, nó làm giống như là địa chấn, mà gọi là nổ địa chấn, cái địa cầu này nó nổ vậy. À, làm khủng hoảng Tôn giả Samithi. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết đó là ma thôi, chỉ có ma làm cho ông biết, tâm ông thấy cái cảnh đó, tâm ông nghe cái cảnh đó như vậy thôi, chứ thật sự ra cái cảnh đó đối với người khác không có, mà ma nó làm như vậy. Ừ. Thì Đức Phật khuyên Tôn giả Samithi trở lại đó và nhiệt tâm y như vậy. Nhiệt tâm như vậy có nghĩa là giữ tâm của mình đối với bậc đạo sư đó, tuy rằng ở xa nhưng mà giống như ở kế bên vậy đó, lúc nào cũng suy nghĩ về cái ân đức của bậc đạo sư. Yeah. Thì thật sự đó, khi mà Đức Phật ngày biết đó là thiện pháp, đó là cái duyên lành của Tôn giả Samithi để đẩy trừ ác ma và đẩy trừ phiền não ma ra khỏi tâm đó. À, thì Đức Phật Ngài đã dạy như vậy. Và thật sự ra thì Tôn giả Samithi đã đến đó và đã nói lên cái tâm niệm của mình xuất gia với niềm tin ta sống không gia đình, niệm tệ ta thuần thục, tâm ý khéo an định, tạo hình gì ngươi muốn chẳng làm ta loạn động. Có nghĩa là ma muốn tạo cái hình gì đó, muốn tạo cái cảnh gì cũng được hết, cảnh sắc, cảnh ninh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh quá khứ, hiện tại, bị lai, nội phần, ngoại phần gì đó, thì tâm của Tôn giả Samithi vẫn không có lay động. À, vẫn không có lay động, có nghĩa là niệm tỉnh giác. Cũng giống như bây giờ mình một cái người mà chánh niệm tỉnh giác coi con khỉ mà nó diễn tuồng vậy đó, nó muốn diễn vậy nó vũ, mình biết nó là con khỉ rồi, nó diễn vậy nó diễn. Cũng như Tôn giả Samithi nói ma dương cũng giống như con khỉ, bây giờ mày muốn làm gì đó mày làm, tao biết mày rồi, mày làm gì đó làm đi, tâm tao có loạn động nữa. À, như vậy thì Tôn giả đã nói là vậy thì sao, thì ác ma biết được cái tâm Tôn giả Samithi, đã biết được mình rồi, đã biết mà đối trị với mình rồi, biết cách mình diễn trò rồi, giống như con khỉ mà diễn trò thôi, thì ác ma đã biến mất, thất vọng rồi biến mất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật á, Ngài biết được cái tâm niệm và Ngài biết được á, con người thường thường mình sợ ma nhưng mà không có sợ phiền não ma trong tâm mình. Nhưng mà nếu mình đã biết được phiền não ma mới là quan trọng đó, thì mình đã diệt trừ phiền não rồi, thì ma bên ngoài dù cái thế lực ma, chư thiên ma hay là thiên ma đó, cũng không có làm được gì với một cái người tâm định tĩnh. Bởi cái tâm định tĩnh là cái tâm nó thuần về thiện pháp, nhất là thuần về tuệ quán nữa. À, một cái người thường sống với cái tuệ quán thấy cái khổ của danh sắc. À, mình nói bây giờ nó chết, thường thường thật sự mình á, mình nói chết, mình nghe nói chết vậy chứ thật sự cái chết đó, mà không có luân hồi nữa, cái chết đó thật sự là cái chết mà không có khổ đau nữa. Tại vì thường thường mình sống, mình biết bao nhiêu sự khổ đau,
Bởi vì Niết Bàn là cái sự chấm dứt cái sanh, những cái cảm giác ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa giặt tủ, những cái cảm giác của cái thân ngũ quẩn này. Phải có bao nhiêu cái bệnh hoạn về già rồi, đi đứng khó khăn, ăn uống ngủ nghỉ khó khăn, biết bao nhiêu cái nỗi khổ của cái sắc quẩn này nó mang lại. Như vậy thì khi mà một cái người mà không có luân hồi nữa, là không có sự tái diễn của cái khổ của ăn uống ngủ nghỉ đái ỉa tắm rửa giặt giũ, những cái khổ này nó triền miên trong cái kiếp sống, và nó triền miên từ kiếp này đến kiếp khác, từ kiếp làm người thú rồi làm chư thiên, làm ma, làm quỷ, làm cái gì đó cũng vậy. Nên quý vị thấy ma quỷ nó cũng kêu cúng cô hồn các đảng rồi này kia nọ, mình thấy người ta cũng cúng tùm lum tùm la hết. Thì quý vị thấy rằng cái loài nào nó cũng tìm cậu vật thực. Những cái loài mà nó tìm cái hương, cái mùi, cái nó ưa thích cái hơi mùi, nó cũng đi tìm hơi mùi. Bởi vậy cái sự tầm cầu mà, cái sự tầm cầu của ái, của thủ, của hữu đó, nó tầm cầu của khổ, của sanh lão bệnh tử, tầm cầu của khổ đau, danh sắc ngũ quẩn. Thì chính vì như vậy á, nên á, trong giả sao thí đó là mình xuất gia với một cái niềm tin, với cái lời dạy của Đức Phật, sống mong mỏi thoát khỏi cái thân ngũ quẩn, cái kiếp sống luân hồi này. Và như vậy, và Ngài đã hành trì, đã thấy được cái nỗi khổ đau, Ngài đã thuần thục cái trí tuệ, đã thuần thục và cái tâm đã an tịnh rồi. Bây giờ ma muốn làm gì, muốn quá cái kiểu nào, muốn quá sắc thinh khí dị gì đó thì tâm Ngài cũng vẫn không có loạn động. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người đã hiểu được cái thiền pháp nó là gì, là khôn khéo, là khôn ngoan, là sáng suốt, không bệnh hoạn, là cho quả vui, là không lỗi lầm. Thì cái thiền pháp á, là khi mình tu thiền, mình thấy được cái khổ của danh sắc, cái tệ hoạn đó nó không còn chấp thủ cái ngũ quẩn, không còn dính mắc cái danh sắc, bởi vì nó thấy danh sắc ngũ quẩn là những cái nỗi khổ hàng ngày mà mình biết bao nhiêu cái sự khổ, đói đi tìm đồ ăn, ăn rồi no lại buồn ngủ. Khác đi tìm đồ uống, uống rồi thì lại sanh ra bao nhiêu cái hệ lụy. Nên nhiều khi á, một cái người mà suy xét á, thì thấy được cái thân của mình nó có bao nhiêu cái hệ lụy, bao nhiêu khổ. Một cái người, ví dụ quý vị nghe nói một người uống nước ít quá thì bị sỏi thận, uống nước nhiều quá thì thận suy. Nên á, mình thật sự ra mình sống làm người mà mình điều tiết cái thân mình thấy nó cũng thiên nan vạn nan rồi. Không biết sao mình nói sống uống nước ít quá thì bị sạn thận, uống nước nhiều quá thì bị thận suy. Nên nó thật sự ra đó, người ta nói biết bao nhiêu cái cách để trị bệnh, nhưng mà cái cách nào cũng không có phù hợp. Không phù hợp tại sao? Nó chỉ tương đối thôi. Đối với một cái người mà cần uống nước thì phải uống nước, còn một cái người bị thận thì hạn chế thì phải hạn chế thôi. Nó không có thể nào giống một cái người nào hết. Và như vậy đó mà cái tâm mình mà sợ hãi đó là điều nguy hiểm lắm quý vị. Chúng tôi nghe nói, chúng tôi thấy cũng như là ông Châu mà cũng làm thợ mộc đó, cho mấy cái chùa này, bà vợ của ổng nó sợ Covid kinh khủng lắm, có nghĩa là giống như bị ám ảnh vậy. Bà bị nhiễm rồi, bạn chưa bị nhiễm là bà cái tư tưởng bà bị giống như bị nhiễm rồi. Mà khi bị nhiễm rồi thì bà khóc đêm khóc ngày, khóc đêm khóc ngày luôn, rồi cuối cùng bà cũng phải chết vì cái Covid thôi. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng mình, cái tâm của mình bị khủng hoảng đó cái nỗi kinh hoàng nhất của kiếp sống con người. Bởi vì khi con người mà kinh hoàng với nào đó thì đừng nói cái bệnh nó nguy hiểm đến nào, chính cái tâm mình đã nguy hiểm rồi, chính cái danh sắc mình đã nguy hiểm rồi thì bao nhiêu cái đó nó cũng bắn bay mình hết, nó làm cho mình phải mất mạng thôi. Nhưng mà nếu mình sống mình bình tĩnh, mình cũng không có gì để sợ hãi. Mình nghĩ rằng mỗi người đó tục sinh thì cái sắc nghiệp nó duy trì, và không phải con Covid này nó sẽ giết tất cả mọi người. Nên nhiều khi mình nghe các nhà khoa học nói rằng có một cái người đó họ có cái kháng thể gấp 600 lần cái người mà chích vaccine. Như vậy thì cái máu của người đó có thể trị được Covid rồi.
Như vậy thì không phải người nào cũng sợ con COVID hết, không phải, không phải. Chỉ có những người nào khi mà mình, có nghĩa là mình nói cái sự sống của mình nó cũng mòn mỏi rồi, mình có nhiều cái bệnh nền, thì mình bị nhiễm mình chắc rất là dễ chết. Nhưng mà những người nào họ bình thường, cái sắc nghiệp của họ mạnh, thì cái chuyện đó để cho họ hiểu rằng mỗi lần con người sanh ra và diệt đi đó, giống như cái sự thanh lọc của cuộc đời này, cái sự thanh lọc để cho mọi người tỉnh táo lên, mỗi người tỉnh táo lên, sống để làm gì? Sống để giải thoát luân hồi, chứ không phải sống để rồi chết. Bởi vì chúng ta sống để rồi chết, còn nếu mà chúng ta sống để giải thoát thì chúng ta chết với ý nghĩa là không có luân hồi nữa. Còn nếu mà sống để rồi chết nữa, thì ai cũng phải sống để rồi chết hết, chứ không có người nào thoát khỏi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người hiểu được thì cái tâm của mình sẽ không có loạn động. Bởi vì mình cái tâm sanh, cái tâm tái tục thì cái tâm nó cũng tử thôi. Nhưng mà nó dài ngắn thôi, dài ngắn nó cũng không phải do mình, không phải do cha mẹ, không phải do ông bà, mà nó do cái nghiệp. Do cái nghiệp, cái nghiệp là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Nếu cái nghiệp thiện thì nó duy trì cái mạng sống mình nó dài hơn thôi. Những cái cơn bệnh COVID này nó cũng không giết mình chết được, nó không giết mình chết được. Tại vì thật sự đó quý vị biết rằng, nếu mà cái người mà họ tỉnh táo, họ muốn chết mà thật sự họ chết là họ không có luân hồi nữa đó, thì COVID giết cái họ chết thì cũng là cái điều kiện thôi. Giống như là những cái vị A-la-hán về cặp cơn bệnh, bệnh đó lấy đi cái mạng sống này coi như là không còn khổ nữa thôi. Không còn khổ, có thân này phải đi khất thực, rồi bệnh phải uống thuốc, rồi phải đủ cái cách để trị bệnh thôi. Thí dụ quý vị thấy có nhiều người, thí dụ như cái chân mà đi không được, mỗi bữa phải nấu nước để ngâm cái chân, rồi cái chân đi mới được. Thì bây giờ mình chết, mình không có phải ngâm chân, không có cái khổ như vậy, thì nó cũng đâu có cái gì đâu phải đáng sợ. Sợ là cái người nào mà khi mà họ sống sanh để tử đó, còn cái người sống để biết được cái sanh tử đó, để đoạn trừ cái sanh tử đó, là với cái ý nghĩa sống đó là đạt được cái sự giác ngộ giải thoát, cái tâm lìa bỏ cái sự đau khổ đó. Còn nếu mà chúng ta không á, thì chúng ta biết rằng cái tâm tái tục á, thì cái tâm nó cũng sẽ tử thôi. Nên cái sống của con người nó dài ngắn đó, nó cho mình. Nên quý vị thấy như là ngày Bắc U Lá, ngày sống đến 160 tuổi, ngày Ananda sống 120 tuổi, ngày Kassapa sống 120 tuổi. Nhưng mà rồi cũng có nhiều vị tỷ khưu sống bao nhiêu tuổi hết. Thì cái đó nó đều là do cái nghiệp và cái sắc nghiệp đó, mình gọi là phúc hành đó. Cái phúc hành đó, nó dẫn đi tái sanh, và cái phúc hành đó với cái phước đức hay phước vật hay phước trí thì nó cho ra cái đó, cái thành quả đó. Và Đức Phật ngài biết rằng, ngài cho chúng ta biết rằng, nếu mà chúng ta tin nghiệp đó là cái sự tin đặc biệt. Vì tin nghiệp đó là chúng ta biết rằng cái nghiệp đó nó lấy đi mạng sống của chúng ta, không phải nó lấy hết tất cả mọi người. Chỉ có người nào cái sắc mạng quyền đó, tới lúc đó nó hết. Chúng ta tin giống như là Đức Phật ngày, ngày thấy cái người đó bị con rắn cắn chết, thì đâu phải là ngày ra đó ngày nói ngươi sẽ bị rắn cắn chết, mà ngày ra đó đó là cái người một đồng đó chăn trâu đó gặp ngài quan nghỉ cúng dường, chạy vô lùa trâu đó bị rắn cắn chết. Đức Phật lại biết rằng cái người đó chút nữa bị con rắn cắn chết, ngài biết như vậy. Nhưng mà ngài Phật nhãn ngài thấy được cái sinh và sự tử, cái tâm tái tục hộ kiếp, và bây giờ cái tâm nó tử thôi. Nhưng mà người này nếu không gặp Đức Phật á, bị rắn cắn á, thì họ đau khổ, họ phiền tối, thì họ rơi vào đọa xứ. Nhưng mà khi mà họ cúng dường, cái tâm họ quan nghĩ là con rắn cắn họ chết đó, thì cái thiện tâm nó cho họ sanh lên cõi trời thôi. Quý vị mà coi, quý vị thấy, quý vị mà coi, quý vị để ý, quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật ngài nói đó. Ví dụ ngài thấy cái bà Chiên Đà La này đó, gặp Đức Phật đó, thì bà sẽ đảnh lễ, bà được sanh lên cõi trời. Nhưng mà ngài đi đó, bà Chiên Đà La gặp ngài không có đảnh lễ. Tôn giả Mục Kiền Liên đó nói lên bài kệ, cũng như là kêu bà hãy cố gắng đảnh lễ Đức Thế Tôn đi, thì bà này bà mới đảnh lễ. Vì bà đảnh lễ Đức Phật ngài đi rồi đó, thì con bò hút bà văng lên đó, rớt xuống bà chết. Nhưng mà nhờ bà đảnh lễ, bà sanh lên cõi trời. Như vậy rõ ràng đó, Đức Phật ngài biết cái bà này đó, bà bị sanh bị tử,
Nhưng mà cái thiện pháp này giúp cho bà sanh lên cõi trời. Nếu mà bà không gặp Đức Phật á, thì bà cũng bị bọn mộng hút chết, nhưng mà bà lại rơi vào đọa xứ vì không có cái tâm thiện để cho tái sanh lên cõi trời. Chúng ta thấy, chúng ta hiểu như vậy. Chứ nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đó, họ nghĩ lại Quan Âm, nó Quan Âm cứu khổ cho mình. Điều này Đức Phật nói, Đức Phật nói người ngoại đạo 91 kiếp không có người nào sanh ra cõi trời á, chỉ có một người tin nhân quả thôi. Mà chúng ta là người tin nhân quả thì chúng ta không bao giờ tin cái bà Quan Âm bà cứu khổ được. Không có vấn đề đó. Nếu mà bà cứu khổ được thì ai cũng được bà cứu khổ hết. Và cái khổ này nó sẽ không có hiện hữu. Như vậy Đức Phật nói về khổ nó không có thật. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói khổ có thật. Khổ sanh khổ tử là khổ có thật. Không có thể nào vì mình lại một người nào đó, mình cầu một người nào đó mà mình sanh không có tử. Vấn đề nó không có. Và Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng khi mà ngày gặp những cái đối tượng bị rắn cắn, trâu hút, bò hút, ngài biết rằng những người đó gặp Đức Phật thì cái thiện tâm sanh khởi. Và cái thiện tâm sanh khởi đó họ dễ dàng sanh lên cõi trời. Nhưng mà nếu họ không có gặp thì họ lại không có cái thiện tâm sanh khởi. Họ cũng gặp cái cảnh chết chóc đó, nhưng mà họ lại không có làm cái thiện tâm để cho họ tái sanh cõi trời. Chúng ta hiểu như vậy chúng ta mới thấy rằng bây giờ nếu mà Covid mà chết bao nhiêu người đó, nó không phải là ai muốn cũng được. Không phải là Covid giết chết tất cả mọi người, mà chỉ có mọi người phải chịu chung một cái hiểm họa mà xưa và nay đó nó đều có. Như Đức Phật ngày ở quê Sali đó vẫn bị dịch, bệnh hạn hán, bị phi nhân phá quách phách, thỉnh Đức Phật đến. Thì quý vị thấy rằng điều đó để chúng ta hiểu rằng cái thiện pháp nó sẽ duy trì cái sắc nghiệp và duy trì. Ta sống mà ta không có thiện pháp thì điều rất là nguy hiểm. Thì ta sống không có thiện pháp thì sống giống như chết rồi. Còn ta sống giống như ta sống có thiện pháp, ta sống có chết cũng giống như sống. Mình có làm thiện pháp là mình chết giống như sống vậy. Vì mình làm thiện pháp mình chết, mình cũng sanh lên cõi trời, kiếp sống còn lâu dài hơn nữa. Còn nếu mình sống mình không làm thiện pháp gì, coi như mình đã chết rồi. Ngày mình sống mà không làm thiện pháp thì coi như mình đã chết rồi, vì không có lợi ích gì hết, chỉ có mang lại cái sự khổ đau lâu dài cho mình thôi. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thuyết về tôn giả Sa-bích-thí và chuyện của ma vương phá phách ngài đó, thì con xin trình bày với như trình bày như vậy. Bây giờ con xin kính dâng phần phước báo cũng được đến quý ngài, chia phần phước báo đức những gì xin hồi hướng phước báo đến tất bậc lưu ân. Bây giờ thì con xin thỉnh ngài hòa thượng Nhất Đẳng trở lại để điều hòa phần thảo luận. Dạ, con kính lễ quý ngài. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con nghĩ Thượng Tọa Giác Đẳng Đường Nét có vấn đề rồi. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Tiểu Siêu ạ.
Dạ con cung thỉnh ngài Tề Siêu, ngài Tề Siêu có trước mái cho con xin một tín hiệu, con kính dâng mít đến ngài ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Cho Như Pháp xin một tín hiệu ạ. Dạ kính cảm ơn. Dạ con tri ân sư. Dạ con nghĩ là đường nét của thượng tọa giác đẳng có vấn đề. Dạ con cung thỉnh ngài Tề Siêu. Dạ nếu ngài có trước mái nghe được âm thanh con cung thỉnh ngài ạ. Dạ con nghĩ là thượng giác đẳng đang kẹt đường nét rồi ạ. Dạ bây giờ thì con xin chúc mít. Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Dạ vâng. Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ, dạ rồi lát khi xuống gặp được không biết cô. Dạ. Dạ rồi cô. Dạ, mình sẽ đấu đá bữa nay đó cô. Dạ. Hello. Dạ xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ. Xin lỗi chư Tôn Đức và quý Phật tử đang có bận việc một chút xíu. Bây giờ thì muốn hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe không? Nếu thượng tọa đang ở trước máy và thượng tọa nghe được thì xin thượng tọa không nghĩ ra vâng. Thượng tọa Pháp Tân, người ta có câu đó, họ nói là lấy độc trị độc. Khi mà mình có bị ám ảnh hay là mình sợ điều gì đó thì mình nên đối diện trực tiếp với nó, tránh né nó. Mình tránh né thì nó sẽ sợ hoài. Còn mình đối diện, thí dụ người sợ ma mà cứ đi vào những nơi tha ma mộ địa hay là chỗ thanh vắng vân vân, cứ đi rồi sẽ hết sợ. Thì tôi nghĩ cái trị liệu đó nó có tốt không, nó tốt cho mọi người không? Như trường hợp ở đây thì thật ra ngài Sa Mít Thí thì ngài không có sợ ma đó, nhưng mà Đức Phật ngài biết rằng cái đó là cái khi mà ác ma đến và cái phản ứng mà Sa Mít Thí sẽ dẫn ngài đến vô giác ngộ. Nhưng mà nói đời sống bình thường của chúng ta, như ta nói cái người sợ cao á thì nên lên cái chỗ cao để dần dần bớt sợ, thì thượng tọa có đồng ý như vậy không? Xin kính thưa thượng tọa Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp. Giáo Pháp và Chư Tăng, con kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Thành, Đại Đức Tề Tri, Đại Đức cùng Sư Như Không, Chư Tăng. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý thiện nam tín nữ. Theo con nghĩ rằng trong cái trường hợp của ngài Sa Mít Thí đó, thì khi mà Ma Vương đến biến ra nhiều cái hình ảnh, cũng như là có những cái sự cái hình ảnh rất là rùng rợn, rất là sợ hãi. Nếu như một người thường ấy, thì có lẽ là họ cũng phải rất là rất là khiếp sợ. Nhưng mà đối với ngài Sa Mít Thí đó thì ngài không có sợ. Thì ở đây con nghĩ rằng trước tiên đó là mình sợ hãi bất cứ một cái việc gì đó là tâm mình nó bị rung động, tâm mình rung động. Thường thường đó là người ta nói những cái người mà bị sợ ma đó là do trong cái tư tưởng của mình, do trong cái sự ám ảnh của mình. Chúng tôi nhớ là khi xưa đó, hồi nhỏ đó, nhất là mình ở quê đó, thì thường là người ta hay kể về những chuyện ma. Để có những chuyện ma đó không biết là có thật hay không, nhưng mà người ta nói lên những cái hình ảnh của con ma mình nghe rất là rùng rợn. Rồi về sau này thì là ít có người kể chuyện ma, ít có người chuyện ma. Rồi quý vị biết rằng là kể chuyện ma, mặc dù là mình sợ sợ ma, nhưng mà rồi đó là thích nghe chuyện ma, nghe kể chuyện ma. Nó gợi cho mình những cái đầu óc để tò mò, muốn nghe những điều đó, nhưng mà không muốn chứng kiến những cái hình ảnh đó, không muốn chứng kiến những đó. Thì bây giờ đó, là khi mà mình đối diện trước cái sự chết, cái sự sợ hãi gì đó, thường thường nó là chúng ta
có những cái sự sợ hãi, sợ hãi trước những hình ảnh của ma đó, là mình nghĩ đến những cái hình ảnh rất là rùng rợn, rất là ghê tởm, cho nên là người ta sợ. Cái thứ hai nữa là khi mà mình đối diện với cái sự chết cũng là một cái sự sợ, hay đối diện với những sự khổ sợ gì đó, cái hoạn nạn gì đó, người ta cũng có những cái sự khiếp sợ. Thì bây giờ đó là thay vì là mình sợ, nhưng mà để tập cho cái tâm của mình đừng có sợ thì nó lại khó. Dạ, nó là khó. Đòi hỏi mình phải thấy rõ được cái sự chính thực của nó. Dạ, thấy rõ được cái sự chính thực của nó. Và khi mà mình vững tâm á, mình vững tâm trước những cái, giống như là mình đối diện trước cái sự chết. Một trong những cái đề mục mà Phật dạy cái người tu đó là cần có quán niệm sự chết. Quán niệm sự chết để chi? Để khi mà mình đối diện sự chết thì mình thấy được cái sự vô thường dĩ nhiên nó là như vậy. Cho nên là mình hay có những cái sự nuối tiếc, có những cái sự mong muốn. Và do vậy đó là đối diện trước sự chết mình rất là sợ. Bởi vì sao? Cái sự chết nó luôn luôn, nó luôn luôn kề bên mình. Và khi mà nó kề với mình á, thì mình cũng không có đường để mà mình tránh né nó được. Và do vậy đó, khi mà đối diện trước sự chết á, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình niệm cái sự chết, đối niệm cái sự chết. Bởi vì mình quán cái sự chết á, nó luôn luôn kề cận với mình. Và khi mà đối diện trước sự chết á, thì mình quả may đó là mình có được cái sự vững lòng. Vững lòng rồi ai đây rồi cũng phải chết thôi. Dạ, rồi ai đây cũng phải chết. Bởi vì chúng ta hiểu trong kinh Phật đó, ngã có sanh thì phải có già, có bệnh, có đau, rồi cũng phải có chết thôi. Cho nên mình tránh né thì mình cũng không tránh né được. Dạ. Mình tránh né thì không tránh được. Giống như là cái người sợ ma thì người ta có những cái biện pháp. Người ta có những cái biện pháp là đối diện trực diện với cái hình ảnh của ma. Giống như mình sợ ma thì mình đi vô trong bóng tối, hoặc là mình sợ ma thì mình cứ việc đi vô trong cái nghĩa địa, cái chỗ tha ma mộ địa, để làm chi? Để khi mà mình có gặp những cái cảnh đó rồi thì mai mốt mình có gặp cái cảnh đó nữa thì mình không đến nỗi mình sợ. Thì ở đây đó, mình đối diện trước sự chết mà mình niệm sự chết thường xuyên, quán tưởng sự chết thường xuyên ấy, thì cái tâm của mình nó có cái vững. Nó có cái vững. Vững là sao? Thường thường ấy, là mình có cái sự định tâm ấy, thì cái sự sợ hãi của mình ấy, nó ít có sợ hơn. Giống như cái người sợ ma thì tự động họ đã sợ trước những cái cảnh, mặc dù là họ không từng thấy ma, nhưng mà họ lại suy nghĩ đến những diễn cảnh, những cái việc mà ma hiện, người ta có thể tưởng tượng được. Chúng tôi nhớ là hồi nhỏ mình nhiều khi mình sợ ma quá đó, thì mình thấy cái lá đậu bắp đó mà nó trời có trăng mờ mờ đó, thì mình cũng hình dung ra được cái hình, cái mặt của con ma được nữa. Nhưng mà khi mà mình rọi đèn pin được, hay hoặc là mình bưng cái đèn cốc ra được đó, mình coi rõ lại đó, thì nó không phải là mặt của con ma. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng do cái sự sợ hãi của mình, rồi mình tưởng tượng thôi. Thì bây giờ khi mà nói là đọc trì đọc thì có những cái đọc trì đọc, nhưng mà có những cái cũng không nhất thiết là phải đọc trì đọc. Thì ở đây đó, nếu mà mình niệm về sự chết để rồi mình thấy cái định lý của vô thường, lấy thấy cái sự biến hoại sanh diệt này, rồi đây là thân mình cũng phải tan rã, cũng phải nằm yên một chỗ, rồi cũng phải nhắm mắt lìa đời. Cái quan trọng là mình có tu tập được gì hay không, có tạo được những cái thiện phước gì hay không. Chứ còn nếu mà mình ra đi mà mình trống vánh, mình không có cái chỗ gì để nương tựa, tâm mình không có cái tôi luyện trong cái đề mục an tịnh nội tâm, rồi là cái tâm của mình, cái đời sống của mình là không có một cái thiện sự gì để mà mình làm, từ cái việc bố thí cúng dường, từ cái việc cung kính phục vụ, từ cái việc giữ giới, từ cái việc tham thiền,
mình không có cái thiện sự gì mình để mà mình tạo cho mình, thì không có cái chỗ để nương tựa. Giống như là cái người già đó, mình thấy rằng nếu một người bình thường thì thường thường người ta cứ nghĩ rằng mình nương tựa vào con, nương tựa vào tài sản, nương tựa vào người này, nương tựa vào người kia. Nhưng mà sự thật, cái sự nương tựa đó nó không có chắc chắn. Nó không chắc chắn. Nếu một người vận lực chút á, thì những chuyện gì mình chuẩn bị thì cứ chuẩn bị. Nhưng mà rồi đó là mình nương tựa không có chi. Bởi chúng tôi nghĩ rằng ông bà mình có nói một cái câu là trẻ thì vui nhà, nhưng mà già thì vui chùa. Tức là cái người mà lớn tuổi thì người ta thích sống những cái đời sống nó an tịnh, chứ nó không có thích nhộn nhịp, ồn ào, huyên náo. Nhưng mà rồi đó là thì người ta sẽ dành cái thời gian nhiều hơn cho đời sống nội tâm. Thì ở đây cũng vậy, bất cứ một cái thời điểm nào của trong một cuộc đời của mình á, mình có cái đời sống tu tập, mình có những cái thiện sự trong đời sống hàng ngày, rồi mình tập cho cái đời sống của mình đối diện trước sự chết, mình quán tưởng về vô thường, quán tưởng về sự chết mà Phật dạy cho mình á, thì ít ra mình cũng còn được vững tâm khi đối diện trước sự chết. Bởi vì mình có được cái sự định tâm ở trong cái đề mục mà hàng ngày mình đã có tôi luyện, có tu tập, hoặc là mình đã có tạo được những cái thiện sự, thì mình nghĩ rằng cái thiện sự đó, do cái thiện sự đó mình làm, cái phước báo đó mang lại là cái chỗ nương tựa, để có cái chỗ để gọi là mình nhớ, mình tưởng, mình suy niệm đến những điều đó, để sinh tâm quan hỷ, sinh tâm quan hỷ. Và khi mà mình mà lỡ có mất á, thì mình cũng còn nhớ được những cái thiện sự mình làm, mà nhớ được cái thiện sự mình làm, mình quan hỷ như vậy đó, thì ít ra mình cũng được sanh về cảnh giới an lành. Hoặc là ít ra đó, thì nó cũng là cái nhân duyên để tiếp tục nữa là nữa mình tu tập nữa, tiếp tục nếu có đời sống sau tiếp tục nữa, mình còn luân hồi nữa, thì mình còn phải tu tập nữa. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật dạy mình á, về quán tưởng sự chết, quán tưởng về sự chết, quán tưởng về vô thường, là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rằng rất là quan trọng. Mình quán về vô thường để mà mình tranh thủ cái đời sống tu tập của mình. Mình quán về sự chết để đối diện trước sự chết mình không sợ. Bởi vì mình thấy sự chết nó là hiển nhiên, không sớm thì muộn, cho nên là mình phải tích cực, mình tạo những cái thiện sự, rồi mình tập cho cái tâm mình là vững vàng, đừng có bị bấn loạn, hay đừng có bị chao đảo. Nói như vậy thì nó chúng ta thấy nó khó, nhưng mà rồi mình có tu tập, có tôi luyện, có trau dồi đó, thì có lẽ là nó cũng mang lại cái hữu hiệu cho cái đời sống tu tập của mình rất là nhiều. Còn nếu như mà mình không có cái chỗ gì để nương tựa, tâm mình là tán loạn đối diện trước sự chết. Vì sao mình sợ? Mình sợ chết là vì mình muốn được sống trong một cái hơi mòn, trong một cái thời gian ngắn ngủi, trong một cái gì đó, cho nên là mình muốn được sống. Mình muốn được sống để được tội nguyện cái này, để được đáp ứng cái kia, để được yêu cầu cái nọ. Nhưng sự thật bắt nguồn từ ở cái sự tha mái mà Phật dạy cho mình. Mình quán tưởng những điều đó để mình thấy rằng ra đi là bỏ tất cả. Ra đi là bỏ tất cả. Như là ngày Rát Tha Ba Lá, ngày quán vậy đó. Thế gian là vô sở hữu chủ, luôn luôn bị làm nô lệ cho tha mái, là ra đi là bỏ tất cả. Và vì vậy cho nên là Ngài đã xuất gia, rồi Ngài tu tập, rồi Ngài giải thoát, Ngài trở thành một bậc thánh hoàn toàn giải thoát. Thì ở đây đó, qua cái hình ảnh của Ngài, chúng tôi nghĩ rằng mình noi gương theo các Ngài, trong đó có Ngài Rát Tha Ba Lá, để thấy rằng là mình quán về sự chết, đối diện về sự chết, là mình thấy sự chết nó luôn luôn hiển nhiên với chúng ta. Dù dù cái hình ảnh, chúng ta thấy rằng cái hình ảnh mà
nếu như một cái núi mà lỡ xuống thì cái quán tính tự nhiên mình sợ chết, mà sợ một cái vật gì đó trên núi nó lăn xuống thì mình sợ chết, hoặc là căn nhà nó sập sập mình thấy là theo cái quán tính tự nhiên của mình là mình phải chạy ngay chỗ khổ chỗ đó. Thì ở đây đó có những cái sự tránh né, nhưng mà rồi đó thì là gì, chúng ta không phải là liều lĩnh, mà cũng không phải là chúng ta phải quá sợ sệt, bởi vì cái chuyện gì đó nó sẽ đến, nó tùy theo duyên. Và do vậy khi mà mình quán về vô thường đó, là để rằng đó, mọi cái nó cũng đều thay đổi, nó không phải như ý mình được đâu. Rồi đây rồi mình cũng già, cũng phải bệnh, cũng đau, cũng phải chết. Cái quan trọng là mình có tích lũy được những cái công đức thiện sự để trở thành một cái hành trang tiếp tục tu tập cho đời sống tương lai, đến khi nào mà mình được giải thoát hoàn toàn. Cũng như nói là mình chết thì chết trong từng, nếu nói trong một cái nghĩa xác đáng đó, thì mình chết trong từng sát na một, từ thân và lẫn tâm, tức là từ danh và lẫn sắc. Nếu nói chết trong cái nghĩa của đời thường đó, thì mình tắt hơi, mình bỏ cái thân ngũ quẩn này là mình chết. Còn nếu nói chết một cách tuyệt đối đó, không còn khổ đau luân hồi nữa, đó là bậc A-la-hán. Các ngài không còn luân hồi nữa, sau khi các ngài hoàn toàn đoạn tận những phiền não, các ngài không có còn luân hồi nữa, thì cái chết đó, đó mới thật sự là không còn khổ, không còn khổ, không còn luân hồi, không còn khổ, không còn khổ của sự sanh, không còn khổ của sự già, không còn khổ của sự bệnh, sự chết, là như vậy. Thì qua cái lời của Hòa Thượng Giác Đẳng thì con xin có cái ý để chia sẻ qua câu thảo luận đầu tiên này. Nam mô Bụt Thầy Già, con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Sa thủ kính nhân từ tổ hợp thân, rất là hoan hỷ là biết có Hòa Thượng Tuệ Siêu đang ở trong rung. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tuệ Siêu nghe được, xin thỉnh Hòa Thượng có nghĩ trả lời cho câu thảo luận thứ hai. Dạ, không biết Hòa Thượng Tuệ Siêu có nghĩ. Ồ, ngày máy là bởi vì dạ xin hỏi sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy rồi, có nghe được không? Dạ dạ con có mặt ở trước máy ạ. Ồ dạ, xin lỗi sư Nguyên xa thôi. Dạ xin lỗi sư Nguyên Thông, sau câu thảo luận với sư Tuyên Nguyên chúng ta sẽ trả lời với sư Nguyên Thông. Thương tọa xin nói sư lòng của sư Tuyên Nguyên Thông. Dạ của thằng chờ và muốn hỏi thì quyền một điều, đó là khi chúng ta đọc bài kinh này đó thì chúng ta có cái cảm tưởng như là chúng ta có nhiều cái cảm tưởng khác ở trong kinh điển, đó là chính cái việc vị mà thành tựu thì vị đó sẽ xua tan lại, nhưng mà tại sao ở ngoài đời á, những người trí thức thường là những người rất là nhạy, người ta đó là những người bình dân á, bác họ làm ở ngoài đời thì người trí thức thì thường là chỉ có là trí thức là, thì tại sao có chuyện trái ngược, đó là chính cái tuệ giác làm cho mình không sợ hãi nữa, mà ở ngoài đời thì cái người trí thức lại thường là những người rất là nhát, không dám làm việc này việc kia. Xin kính thỉnh ý kiến. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Khai, dạ dạ thưa, để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tòa Pháp Tân, Tòa Minh Hạnh, Đức Tự Trị, Đức Tự Đức cùng chư tăng, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật như vậy. Nếu chúng ta đó, tại sao họ sợ? Nếu chúng ta có một cái địa vị, hay chúng ta có một cái học thức, hay chúng ta có một cái tầng cấp nào đó, chúng ta có nhiều cái sự lo sợ. Lo sợ một á, là chẳng hạn như bây giờ mình có theo kịp, hay là mình còn thiếu sót những cái gì, hay là mình có theo kịp cái sự thí dụ như bây giờ nói theo cuộc sống xã hội thì mình có theo kịp cái trào lưu hay không, v
và mình có thích nghi hay không. Còn nói một cái cách, nếu mà nói về về ở trong mà mình tinh thần một của một người đệ tử á, thì mình liệu mình thí dụ mình là trí thức, nhưng có thật sự nhiều khi mình quên, hay là mình dở, hay là mình thiếu cho sót chỗ này, mình chậm chạp chỗ kia một chút xíu, thì lại là rất là lo lắng. Bởi vì mình sợ rằng người ta không có chấp nhận mình, cái đa văn quản kiến, cái hay của mình, hay là cái tốt của mình. Nó như là một người đẹp vậy đó. Người ta sợ bị chê, người ta sợ bị người ta nhìn mình nó không có hoàn mỹ, người ta nhìn mình chê khen chỗ này chỗ kia, cho nên tâm người ta rất là lo. Chứ đừng có như người ta đẹp thế ta đẹp, người ta không sợ cái gì. Người ta đẹp, người ta rất là ngại người khác nhìn người ta, bị người ta phê phán khuyết điểm này khuyết điểm nọ. Đó là cái tâm lý thật. Cũng vậy, cái tri thức mình nó cũng là một cái điều mà chúng ta rất là sợ. Mà nói cái tri thức cái chúng ta hiểu rồi, thì nó là một cái bao la, một cái rộng khắp, chứ không phải là chỉ ở chỉ một ở một cái biên bờ, ở một cái không phận, hay là ở một cái không gian nào mà chúng ta được thoải mái đâu. Mà nó chính là cái kiến văn kiến thức này nó bao khắp, nó rộng khắp. Thí dụ bây giờ người của đời thì cái kiến tri kiến kiến thức của đời, người của đạo thì tri kiến cái tri thức của. Nhưng chúng ta làm sao mà giữa đạo đời chúng ta phải quảng bá. Chúng ta phải quảng bá, và ngay cả cái sự tu tập của mình cũng vậy. Làm sao mình có thể dùng cái tri thức của mình để truyền trao cho họ, để gửi đến cho họ một cách đúng đắn. Nó không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên cũng như là người ta luôn luôn lo lắng sợ rằng mình không đầy đủ. Và ở đây chúng ta phải nói thật, tại sao người trí thức như trong kinh này đã nói lo lắng, tại sao vậy? Bởi vì họ không thực sự không có tường tận, và không có tự tin được. Như Đức Phật á, Ngài luôn luôn tự tin. Ngài nói rằng giữa Ma Vương Phạm Thiên và loài người này không ai có thể làm khó về Ngài về bất cứ về cái điều gì. Bởi vì Ngài có cái tứ tuệ phân tích, hay là Ngài có cái tứ vô ngại giải, nghĩa từ lý pháp nó một cách đầy đủ, mà không ai có thể so sánh được với Ngài. Ở một cấp độ khác, chư hiền thánh tăng, thí dụ chẳng hạn như chúng ta thấy như Ngài Xá Lợi Phất, hay Ngài Một Kiền Liên, hay là Ngài A Nan, vân vân, khi mà không ai có thể mà bắt bẻ các Ngài được. Bởi vì sao? Cái sự soi thấu, cái sự tường tận, cái tri thức, cái tri kiến ở một cách vững chắc. Chứ còn tất cả những phần của chúng ta đều bị khuyết hết. Chúng ta giỏi một chuyên mà ngành này, nhưng chúng ta bị khuyết cái chuyên ngành kia. Bởi cho nên chúng ta làm sao mà chúng ta không lo lắng? Chỉ có tự tin là những người chứng thánh, và người ta tri kiến, người ta được viên mãn, và cái sự thành tựu người ta được rốt ráo. Chứ còn nói thôi là chúng ta luôn luôn phải trau dồi, luôn luôn phải rèn luyện cái kiến thức, bởi vì phải văn ôn mới võ luyện. Chứ còn không chúng ta bị quên, hay không chúng ta bị khiếm quyết, hay không chúng ta nó sẽ không có đi về cái điều mà chúng ta mong và ước như ý muốn của mình được. Thì cũng bạch hòa thượng, thì đây chính là con nghĩ rằng là tại sao mà phải sợ sệt vậy, phải lo lắng như vậy. Bởi chính vì họ chưa được hoàn bị tốt đẹp và đầy đủ, thì họ phải khiếp sợ khi nói trước đám đông, hay khi đi trước giữa tăng đoàn hay là hội chúng, thì họ rất là ngại, họ rất là lo âu, họ rất là sợ sệt. Bởi vì cái kiến thức này không được đầy đủ và viên mãn. Dạ, đó là cái câu trả lời của chính con là vậy. Nếu có đi cầu bất túc, thì kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trình thiền tập thiền viện. Xin Nguyên Thông ơi, xin Nguyên Thông có nghe được không? Nếu xin Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh xin Nguyên Thông trả lời cho câu tiếp theo. Xin Nguyên Thông, với một người giản dị đó, mà là do cái lòng tự tin, tức là cảm thấy là mình có đủ bản lãnh, tự hào về chính mình giản dị. Và với một người giản dị vì thấu triệt được cái lý vô thường vô ngã, mà không có còn rơi vào ngã chấp nữa, thành ra giản dị, thì hai cái giản dị đó trong đời sống hàng ngày nó có giống nhau hay nó khác nhau? Xin kính thỉnh xin thông.
Dạ con xin lỗi sư Nguyên Thông, đạo tràng không nghe được âm thanh của sư nên con đành bỏ mic sư xuống. Còn nếu sư nghe được âm thanh con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với cái câu hỏi này thì con thấy rằng cái người hành giả đó có cái sự an nhiên tự tại là bởi vì người hành giả đó hiểu biết giáo pháp. Khi mà hiểu biết giáo pháp thì người hành giả đó sẽ không bao giờ làm những việc ác. Là bởi vì những người mà đã có cái sự chánh niệm tỉnh giác, mà cái chánh niệm tỉnh giác là do thiền định và thiền tuệ đã buông tập được. Khi mà biết được điều như vậy rồi thì người hành giả đó sẽ không bao giờ làm việc ác. Là bởi vì nếu mà họ làm việc ác đó thì họ biết rằng họ trước hay sau đều phải nhận cái ác báo. Cho nên cái người hành giả mà đã thường xuyên vào room này tu tập đó thì họ sẽ luôn luôn giữ cái thân mình, tức là thân khẩu ý không làm ác. Và ngược lại người đó hãy làm cái việc lành. Tại sao? Bởi vì những cái việc lành là thiện sự đó, tức là cái tương lương của hành giả đó, để làm cho hành giả đó một cái sự vững tin. Cái mà gọi là vững tin và an nhiên đó là người hành giả đó biết rằng mình không có làm việc ác và mình đã làm thiện sự, và tất cả những cái điều thiện là mình phải giữ, tức là cung và phục vụ, cung kính là cung kính chư tăng, cung kính mẹ cha, cung kính những bậc trưởng lão, và làm thiện sự tức là làm việc trai tăng và bố thí cúng dường. Và khi mà người hành giả đó đã làm những điều đó rồi thì trong hành giả đó có một sự tự tin vững vàng mà không có kiêu mạn, không có khi người. Vì vậy con nghĩ rằng cứ thưa sư phụ, người hành giả đó có một cái sự sống an nhàn, an nhiên, tự tại, mà cái thái độ thì rất là dễ thương, dễ mến, là bởi vì người hành giả đó không có kiêu mạn. Đó là những điều mà con hiểu trong cái câu hỏi của sư phụ. Con xin thỉnh mời sư Pha Mai để giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đúng. Và con xin chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thú cái chân sư Nguyễn Thông. Thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn dành thời giờ chia sẻ với quý vị một số những điểm liên quan đến bài học này. Xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, thì quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Thì thưa quý vị, chắc là để thỉnh Thượng tọa Pháp Tân Khoan Hỷ trở lại trả lời một câu thảo luận nữa. Và sau câu trả lời Thượng tọa Pháp Tân thì chúng tôi sẽ xin nói hết phần còn lại. Không biết Thượng tọa Pháp Tân có nghe được không vậy? Dạ, thì Thượng tọa Tân ơi, ở trong đời sống tu tập của chúng ta đó, mình tu pháp môn gì hay là mình làm việc gì á, mà để tâm tư của chúng ta càng lúc càng vững vàng, càng lúc càng bớt sợ hơn,
xin thỉnh Thượng tọa Học Tịch Hoa Kỳ giảng cho điểm này. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sơn Khải Giá. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rừng. Ở đây đó thì con nghĩ rằng bản thân con thì con nghĩ rằng ở đây đó là mình thường quán về sự chết đó, như trong kinh Phật dạy, niệm về sự chết. Thì niệm sự chết nó giúp cho chúng ta có lợi lắm. Bởi vì khi mà chúng ta biết rằng cái sự chết nó là hiển nhiên, và cái sự chết nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên là khi mà mình đối diện trước sự chết đó, thì khi mà mình ở trong một cái tâm thế hết sức là sẵn sàng đối diện trước sự chết đó, thì mình có những cái gì đi nữa thì mình cũng tương đối là mình vững hơn. Chúng ta thấy một điều đó là tại sao cái người già bệnh á, cái người già bệnh mà họ bệnh đau nằm trên giường từ năm này qua tới tháng nọ, khi mà chết thì cái người thân họ ít có khóc hơn. Tại vì họ đã gần gũi, họ chăm sóc, rồi trong cái tư tâm thế của họ nghĩ rằng cái người thân của họ sẽ chết bất cứ lúc nào khi mà mình chăm sóc cái người già. Cho nên là cái người già đó họ chết đó, thì có lẽ là nếu mà cái thời gian dài đó mà họ sống mà giống như là nằm trên giường, rồi con cháu chăm sóc rất là nhiều, lo lắng rất là nhiều, rồi họ chứng kiến rồi cái sự mòn mỏi nó cơ thể đó, lần ngày nó sẽ yếu dần, thì khi mà cái người chết đó họ chết đó, thì người khác họ ít có khổ, có khóc nhiều hơn. Trong khi nếu như một người mà họ còn trẻ đó, mà đột ngột cái họ chết bất tử, bất đắc kỳ tử. Tại vì khi mà chết bất đắc kỳ tử như vậy đó, thì những cái tâm thế của những cái người mà thân xung quanh họ không có chuẩn bị. Bởi vì họ không có chuẩn bị trước là nghĩ rằng cái người thân của mình sẽ sống còn lâu, không có nghĩ rằng người thân của mình, cái anh cậu thanh niên đó hay là cô thiếu nữ đó còn trẻ mà lại tại sao chết. Họ không có chuẩn bị cái tâm thế đó. Rồi cái tình thương của họ một cách đột ngột đó, khi mà có một cái chuyện chất động đột ngột đó, cho nên là họ khổ lắm và họ khóc rất là nhiều, họ đau khổ, họ giật dựa, họ rất là nhiều. Thì chúng tôi thấy là trong đời thường là vậy. Như vậy thì ở đây đó, đối diện trước cái sự chết đó, thì với cái người tu đó, chúng tôi nghĩ rằng mình phải thường xuyên quán cái sự chết. Và cái khi chữ chết đó, đó nó diễn ra bất cứ lúc nào, cho nên là mình phải có một cái đời sống, phải cố gắng là mình nghĩ rằng cái sự chết nó sẽ đến bất cứ lúc nào, cho nên là mình phải niệm, thường xuyên niệm cái sự chết như vậy. Để chi? Đối diện trước sự chết, mình nói rồi đây ta cũng phải chết, rồi đây ta cũng đi theo nghiệp của mình, rồi đây chúng ta phải chia lìa người thân. Khi mà mình niệm như vậy thường xuyên đó, quán tưởng như vậy thường xuyên, thì khi mà đối diện trường sự giờ chết á, là mình đã có sự chuẩn bị, một cái tâm lý mà mình sẽ là chết, sẽ sớm muộn gì cũng sẽ chết. Cái thứ hai nữa là riêng bản thân chúng tôi nghĩ rằng mình ráng tạo thiện sự để trở thành những cái ấn tượng sâu sắc trong đời sống của mình. Trở thành những cái ấn tượng đời thân. Thay vì mình trước khi lâm chung mình nhớ những chuyện gì đó, mong lung chuyện này chuyện nọ, nhưng mà rồi đó là mình có tu tập, mình tập cho cái đời sống của mình thường xuyên làm những việc thiện, từ cái việc phục vụ đến cái chung, từ cái việc mà mình tránh xa những cái hành vi xấu gì đó, để rồi do lời nói, do hành động của mình để rồi mình sinh ra những cái sự hối hận.
Cho nên ở trong chư tăng nó nhiều khi chúng tôi nghe là kể lời các ngài cũng như là các vị sau này cũng vậy, khi mà thấy cái mình sắp yếu rồi thì mình thường thỉnh chư tăng lại để mà mình xin sám hối những cái lỗi lầm của mình, hoặc là vô tình hoặc cố ý lỗi lầm gì xưa nay đó, xin mong chư tăng xóa bỏ những cái lỗi đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng làm sao mà trong đời sống hàng ngày mình đừng có tạo nên cái lỗi lầm. Cái lỗi lầm do lời nói, do hành động, cái suy nghĩ của mình. Cho nên cái lỗi lầm nó trở thành cái dấu hằn ở trong lòng của mình, mà nó không được thanh thản, không được nhẹ nhàng trước khi chúng ta ra đi. Cái điều nữa đó là chúng tôi nghĩ rằng mình cố gắng tạo những cái thiện sự, tức là từ cái việc cúng dường, từ cái việc giữ giới, từ cái việc mà mình cung kính phục vụ, rồi từ cái việc mà mình tham thiện, mình giữ cái nội tâm của mình phải an tịnh. An tịnh, nội tâm thật sự là an tịnh thì nó tốt lắm. Và cái nợ khi mà mình sở dĩ mà mình tán loạn đối diện trước sự chết đó, là do mình không định tâm. Nhưng mà khi mà mình đã có tôi luyện cho cái tâm của mình có định tâm, mình đừng nghĩ những chuyện gì đó vân vơ. Bởi vì mình xét thấy rằng trong mỗi những chuyện vân vơ đó không có chuyện gì để làm cái chỗ để cho mình nương tựa hết. Không có chỗ nương tựa. Cho nên là cái mà mình ưa thích nhất, cái mà mình yêu quý nhất, cái mà mình trân quý nhất thì mình cũng đừng có nghĩ tới. Đừng nghĩ tới. Cái mà mình không hài lòng lắm, cái mà mình không ưa lắm thì mình cũng đừng nghĩ tới nó. Mà mình hãy nghĩ rằng một cái đề mục mà mình đang tu tập từ bấy lâu nay, chúng tôi nghĩ rằng mình tu tập mà có một cái đề mục nào đó, từ cái đề mục hơi thở, hay từ đề mục quán niệm, từ đề mục niệm cho cái đời sống tu tập của mình, hoặc là thiền tập trong đời sống hàng ngày, tức là mình định tâm, rồi mình định tâm, mình ghi nhớ tâm, rồi mình an trụ nội tâm, cái điều đó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình lâm chung có những cái điều mà do nghiệp quá khứ, rồi do cái đời sống hàng ngày mình huân tập, nhưng mà đằng này đời sống hàng ngày mình có huân tập định tâm thì cái tâm của mình nó không có tán loạn. Còn nếu mà cái nghiệp của mình quá khứ mà mình có cái sự tu tập mạnh, tu tập lớn mạnh, sự định tâm lớn mạnh thì nó cũng vượt trội, nó cũng vượt trội, nó cũng có thể, nó cũng có thể dẹp qua hết tất cả, để rồi cái nội tâm mình có được cái sự an tịnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong đời sống mình có quán niệm về sự chết thường xuyên, để rồi mình đối diện trước sự chết mình không có sợ chết. Cái thứ hai là mình tập cho cái tâm của mình định tâm, và nếu mà nó trở thành những cái dấu ấn, trở thành những cái hình ảnh mà gây những cái dấu ấn sâu sắc trong lòng của mình, từ ở cái hình ảnh của thiện sự trong đời sống hàng ngày, hoặc đó giờ phút cuối cùng mà mình có nhớ được những cái diện mà mình cúng dường, nhớ cái việc mà hình ảnh của Phật, nhớ cái hình ảnh của cái thiện sự trong đời sống, nó cũng là một cái chỗ để mà mình gắn cái tâm của mình vào đó. Bởi vì nếu mà cái đời sống mà mình không có cái sự tu tập thì cái giờ phút cuối cùng cái gì nó mạnh hơn mình, tâm mình hướng đến đó thì nó lôi kéo mình, lôi kéo mình. Tâm mình hướng đến cái cảnh nào thì cái cảnh đó nó sẽ lôi kéo mình, lôi kéo mình, tâm mình dính mắc vô đó. Còn nếu mà mình có tu tập dưỡng tâm rồi thì bây giờ cái đề mục là cái chỗ để mà mình gắn cái tâm, mình có an tịnh nội tâm thì mình mới được sự an lành thanh thản. Nó cũng là một cái cầu nối, nó cũng là một cái nhân duyên để giúp cho mình kết nối cho đời sau mình tiếp tục tu tập nữa, hay hoặc là mình dễ dàng để mà thành tựu ở trong cái đời sau, tiếp tục được lớn mạnh hơn nữa. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
sao không kính trình thì tòa pháp tân. Quý Phật tử có nghe chuyện chúng tôi nói không? Không vậy. Xin hỏi quý Phật tử dạ vâng. Thưa quý Phật tử, có điều này chúng tôi muốn tiếp theo lời của chư Tôn để tâm sự với quý Phật tử trong cuối bài học ngày hôm nay đó là trong những cái tháng năm mà chúng tôi ở bên Thái Lan và tu Bồ Đà ở trong cái sự hướng dẫn của phía ngài Tân Cha đó thì tôi nhận ra một điều mà bình thường quý Phật tử đi chùa ít ai nói tới, nhưng mà thực sự đối với các vị tu Đồ Đà đó thì các vị nói nhiều, đó là đời sống tu hành của chúng ta đó, mà nếu chúng ta lựa chọn một cách sống có vẻ như là càng yên ổn, càng bảo đảm, càng an toàn đó, thì thật ra không phải là nói xấu, nhưng mà cái khả năng mà để chúng ta đối diện với phiền não nó ít lắm. Nhưng mà chính khi mà chúng ta sống một mình, sống ở nơi thanh vắng, đặc biệt là trong rừng vắng, thì thứ gì nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Và đi qua cái tiến trình đó, thông thường là sự sợ hãi đó, nó là cái đầu tiên. Trong cuộc sống tu tập của người Phật tử, đặc biệt là các vị xuất gia đó, một điều mà đáng sợ nhất đó là sự ngã mạn. Ngã mạn, chúng ta sống chúng ta hay tự hào, hay tức là mình làm được một cái gì đó một chút, mình cảm thấy mình hay, mình giỏi, mình mặc y đan bát thì thực cảm thấy mình vậy là tốt, là giỏi rồi. Nhưng mà chính khi mà chúng ta đối diện với những sợ hãi đó, thì bây giờ mình mới thật sự thấy rõ rằng mình còn yếu đuối, thấy rõ thật sự là mình còn có cái giới hạn. Và cái bài học đầu tiên của cuộc sống là chúng ta sống khiêm tốn. Con người mình đó, thưa quý vị, thường là người ta hay nói rằng khi mà mình sống trong cái tháp ngà hay là sống trong cái vỏ ốc của mình đó, thì mình hay có một cái ảo tưởng về bản thân mình lắm. Tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia. Nhưng một khi mình đặt vào, mình ở trong cái thế mà mình cảm thấy hơi sợ hãi, nhất là ví dụ như bây giờ mình đi Đồ Đà đó, các vị cho mình một cái ở bên đó gọi là cái crot, nó giống như là một cái mùng mà nó có cái dù lòn ở trong đó, rồi cái mùng trong ở bên ngoài. Và thưa quý vị, mình nằm ở trong cái dù đó trong buổi tối đó, mình xuyên qua cái mùng đó, mặc dù ở trên có cái dù mà che mưa được, nhưng mà nhìn xuyên qua đó, đôi khi buổi tối những con trùng hay là những con vật thể kia đến, mình thấy cái đôi mắt đó ở bên ngoài nữa. Và khi mình sống trong rừng á, tự nhiên mình hoàn toàn ở trong cái tư thế khác. Thí dụ như mình nằm ở trong nhà có giường, rồi có tường vách, rồi có cửa nẻo á, mình có thể dễ vui, có thể dễ ngươi, tâm mình có thể nghĩ như này kia. Nhưng mà khi mình sống ở trong rừng, giữa rừng quanh, và nhất là buổi chiều về, quý vị nghe cái gọi là lúc mà chúng ta mới biết được cái thế này là chim cư kêu vườn hú, nó có những cái tiếng kêu hú của vườn khỉ, nó giống con đất khóc vậy đó quý vị. Nghe nó thê lương và nghe nó rùng rợn lắm. Nếu mình không quen á, đầu tiên mình cảm thấy nó hơi lo ngại, và lúc đó mình lại tinh tấn. Lúc mà mình sống ở trong chỗ mà mình yếu đuối nhất là mình tinh tấn, tụng kinh nhiều hơn, ngồi thiền nhiều hơn, là tại vì mình tìm cái sự an toàn ở chính mình. Và lúc đó mình mới hiểu cái câu gọi là tự mình làm một hòn đảo nương tựa chính mình. Và cái đáng sợ nhất của đời sống là con người được sống ở trong tháp ngà, được bao phủ bởi những cái này cái kia, và nó tạo chúng ta có ảo giác là chúng ta an toàn. Và khi mà được sự an toàn như vậy, đó là lúc mà chúng ta kiêu mạn, đó là lúc chúng ta đánh mất đi sự khiêm tốn, đó là lúc mà chúng ta tự hào, tự thị, tự phụ. Người như vậy, bởi vì khi Đức Thế Tôn còn tại thế, bản thân của Đức Thế Tôn, ngài rời khỏi cung Vàng Địa Ngọc, cái ngày đầu tiên sau khi mà
đưa cho sa nạn tất cả những cái gọi là lông bào rồi tư trang, những vật trang sức mang về đó, thì Ngài bắt đầu một cuộc sống mới. Ở trong cuộc sống đó, Ngài sống bằng thức ăn khất thực và Ngài ngủ dưới cỏ cây hay là ngủ ở trong hang đó. Ở trong Trung Bộ Kinh đó, có một kinh sợ hãi và khiếp đảm đó, có lúc Đức Thế Tôn Ngài lại đi sâu, rất sâu vào trong rừng thẳm đó, nơi mà ngay cả những người thợ săn ít khi đi đến nữa. Và Ngài ở trong những đêm rất là cô tịch, đêm tối, tối đen như mực một mình. Và Ngài phải tự trấn an Ngài ở giữa núi rừng cô tịch bằng cái suy nghĩ về sự thanh tịnh của bản thân và thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của Ngài không có điều gì gọi là ác xấu gây tổn hại bất cứ ai. Ngài phải lấy lòng tự tin như vậy. Nhưng mà nói chung đó là đời sống con người mà gọi là chịu tu và biết tu đó, thì một trong những điều rất nên đó là chúng ta thực tập lên đường sống ở trong cuộc sống tương đối ít có cái cảm giác được bảo vệ, được an toàn. Thú thật mà nói thì đôi khi chúng ta hơi đặt nặng về vấn đề an toàn, nhưng mà trong đời này thì không có cái gì gọi là an toàn thực sự đâu. Ngay cả mình có chiếc xe thật tốt, ngay mình ở nhà tốt, quý vị biết là xe tốt mà chạy xa lộ thì tai nạn cũng xảy ra bất cứ lúc nào. Ở Mỹ này quý vị, năm nào cũng vậy. Nước Mỹ là nước tương đối rất tiến bộ về nhiều thứ, nhưng mà năm nào cũng người chết vì bão, vì những cơn lốc xoáy và vì nhiều thứ cái chết đó. Chúng ta cũng không phải chỉ nói là những nơi mà ở phía châu hay là quốc gia là ở bên Ukraine mà có người chết đâu. Một cách thê lương ở Mỹ cái chết xảy ra nhiều người thê lương lắm. Đang ngồi trong nhà thờ, một người nào đó điên cuồng họ chạy qua, họ xả súng, họ bắn, chạy không kịp. Đang ở cái chợ hay là đang đi học, trường học là nơi đáng phải an toàn, nhưng rồi một đứa nào nổi khùng nó mang súng vào trường nó bắn. Và cái nói tóm lại là khi mà chúng ta hiểu rõ cái sự thật về đời sống đó, thì không bao giờ có được sự an toàn. Hồi chúng tôi còn nhỏ, thưa quý vị, chúng tôi nhớ ở miền quê đó là người ta hay có một cái bệnh gọi là bệnh sợ ma. Dạ, bệnh sợ ma. Và khi người ta sợ ma đó, những con đứt sợ ma thì quý vị biết là có nhiều khi nó trùm mình lại và nó nghĩ là nó trùm mình nó sẽ an toàn. Dạ, nó trùm mình thì là an toàn. Thì thật ra cái trạng thái trùm mình an toàn nó chỉ là ảo giác thôi. Sợ ma là một ảo giác. Trùm mình nghĩ rằng mình trùm như vậy ma không làm gì mình, hay là tấn mùng lại kỹ ma không bô được, cũng là một ảo giác. Tất cả đều chỉ là ảo giác. Chúng ta sống từ cái ảo giác này để khỏa lấp ảo giác kia, để ngứa gặp ảo giác nọ. Bởi vì khi mà mình đi tu đó, mà mình có dịp mình đi vào những nơi mà mình không có kiểm soát được gì hết, đi vào những nơi mà mình không có cái gì gọi là bảo đảm hết. Đặc biệt là một vị tu sĩ sống ở trong rừng, lúc đó mình lại tinh tấn nhiều hơn, mình lại khiêm tốn hơn, ít có cao ngạo hơn, và mình ít sống với ảo tưởng là mình hay, mình giỏi, mình thế này thế kia. Thật ra khi nói thì nói giỏi ai nói cũng được hết, nhưng mà khi quăng ra ngoài, quăng vào trong thực tế sống thì chuyện đó mới biết được. Chúng tôi có một cái thời gian sống ở tại tị nạn đó, rồi sang California. Lúc sang California, ở miền Nam California đó, thì chúng tôi gặp lại một số những người đi cùng tàu. Thì bây giờ chúng tôi mới nhận ra một điều như vậy là trong cái cuộc sống ngỡ ngàng bơ vơ đến xứ lạ quê người ban đầu đó, thì có một số người họ rất giản dị, họ rất chịu khó lăn xả, hãy làm mà có tiền được thì họ sẵn sàng làm. Mà tụi mà sống trên tị nạn chúng tôi quen đó, họ lý thuyết rất giỏi, họ biết chuyện Đông Tây Nam Bắc, họ nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà khi ra ngoài thực tế thì đúng là anh hùng rôm, tức là họ không có khả năng và không có khả năng dấn thân, không có khả năng chấp nhận, và ngay cả đi xin việc họ cũng không dám nữa, họ phải nhờ đủ cái chuyện chứ họ không dám đứng ra để tự mình là giải quyết, cái gì cũng nhờ khác giải quyết hết. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói như vậy là giữa cái sự tu tập mà cái hiểu biết cái lý thuyết, cái chuyện bàn cãi lý thuyết đó là một chuyện nha, nhưng mà khi mà thực tế của sự tu tập nhập cuộc
dấn thân thì là một chuyện hoàn toàn khác. Và tất cả chúng ta đều nên hiểu được điều mà Đức Phật ngài dạy. Một người tu tập nên là hòn đảo cho tự thân, hòn đảo nương tựa tự thân và tự mình đắp nút mà đi. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình an ổn là nhờ có thầy tổ, có cha mẹ, có đàn kính, có người này người kia lo tối lửa tắt đèn, có mình không có người này cũng người đó, chúng ta chưa bao giờ khỏi thấp ngà của mình hết, chưa bao giờ vừa khỏi cái vỏ ốc của mình hết. Cho đến khi mình thật sự đi, thật sự sống, thật sự nhập cuộc, thật sự dấn thân rồi đó. Và dấn thân ở đây là sống ở nơi thanh vắng, sống nơi thanh vắng và sống với cái mà chúng ta gọi là sự, cái nỗi sợ nó đe dọa vô hình. Chúng ta nhớ là ngày xưa chúng tôi ở chùa đó, chúng tôi thường ở chùa một mình khi một hòa thượng Hộ Giác đi khỏi. Dạ, chúng tôi ở mình và chúng tôi thấy nó bình thường là tại vì chú đừng trụ trì. Sau này có một vài vị sư về chùa mà lúc ngày Hộ Giác và chúng tôi cùng đi khỏi đó, thì quý vị tưởng tượng là bị nó rất là sợ rồi, bị nói chùa được nhưng mà với điều kiện là ban đêm phải có Phật tử, phải một hai người Phật tử đằng đầu năm, năm Phật tử đến chùa ngủ ở chùa thì chỉ mới dám ở chùa ban đêm. Thì thật ra khi mà các vị đi yêu cầu thì chúng tôi vẫn nhờ Phật tử đến, nhưng mà chúng tôi khuyến khích các vị đó là mình là nhà sư, mình nên tập sống, tập sống với đêm tối, tập sống với ở chùa một mình. Vị đó lại nói rằng không có sợ ma, nhưng mà sợ người ta, sợ ăn đúc ăn trộm đó, sợ cái gì nó cũng sợ hết. Dạ, sợ cái gì cũng sợ hết. Con người nó lạ lắm, thưa quý vị, sợ cái gì cũng sợ. Đêm tối sợ ra bên ngoài, sợ một mình. Rồi đó là mới biết là ở chùa Pháp Luân là bên phải là có nhà hàng, ở bên trái có sự cứu hỏa, mà sự cứu hỏa là 24 giờ lúc nào có người hết. Chưa kể là mình sống ở thành phố, nó có phương tiện điện thoại này nọ, nếu mình sống trong rừng sống gì đó sống được. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng cái cách tu của chúng ta đó, nó được bảo bọc ở trong nhiều cái lớp, mà cái lớp gọi là chắn an toàn, và nó cũng có cái lợi mà nó có cái bất lợi. Cái lợi đó là nó phù hợp cho cái người sống trong thế kỷ này, tại vì mình sống quen với tiện nghi. Nhưng mà nó có bất lợi là chúng ta thú nhận với Phật tử đó, là người đời không biết chi, nhưng mà một vị tu sĩ đó, một là than buồn tại vì thấy trống vắng, hai là than là sợ, là tại vì tại vì ở một mình thì chúng tôi thấy có vấn đề lớn. Tại vì sao vậy? Thì mình đi tu không biết chuyện, người đời họ buồn là tại không có chuyện làm, mình buồn thiếu chuyện làm, không đọc kinh được thì cũng ngồi thiền, không ngồi thiền tụng kinh, không làm cái gì vì có nhiều việc làm. Mà một vị sư mà nói là than buồn đang có việc làm, chúng tôi nghĩ vị sư đó có vấn đề trầm trọng. Mà một vị tu sĩ mà sợ ma này có thể được. Tại vì sao? Tại cuối cùng rồi thì chúng ta phải đi, phải sống một mình, phải mình đối diện với chính mình. Bởi vì chúng thấy bài kinh thì có một cái điểm mà rất là quý để chúng ta có thể chúng ta học được là quý vị ngài Samithi, tôn giả Samithi khi đến kể với Đức Phật thì Đức Phật được khuyên tránh về nơi đó. Dạ, yeah. Đức Phật thì không nói là ngài sẽ chạy theo cái phù hộ hay là ở kế bên này bảo vệ ác ma không tấn công, ngài biết trở về chỗ đó. Và khi trở về, không phải ngài biết trở về nơi đó, ngài còn nói rằng đó là ma đó, đó là ác ma đó. Bây giờ mà nếu quý vị đi giữa đêm mà gặp cái gì sợ, quý vị quay trở về chùa gặp ông thầy, nó trở lại chỗ đó, cái đó là ma đó, thì chắc không ai dám trở về, đã là ma mà sao dám trở về nữa. Không, Đức Phật ngài biết trở về đi. Thứ vì chúng tôi có một việc rất là gấp phải giải quyết giờ chót đó, còn 5 phút nữa, không biết là thượng tọa Pháp Đăng giảng sư trưa hôm nay, không biết thượng tọa có còn trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng còn trước máy, thượng tọa Quan Hỷ giúp nói cho vài lời cuối khoảng 5 phút được không? Xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ, là thượng tọa Quan Hỷ nói cho 5 phút còn lại, thì xin lỗi thượng tọa, tại vì đang có công việc ở ngoài phải giải quyết. Yeah.
Thì bữa hôm nay chúng ta học cái bài kinh này thì quý vị thấy rằng chú ý lại có nghĩa là một người mà có cái nội tâm cái nội tâm vững vàng và sự hiểu biết thấu đáo đó thì sẽ làm cho ác ma, nghĩa là bỏ đi và biết được những gì ác ma muốn làm và những cái gì mà ác ma nhìn chung cái khuynh hướng của chúng sanh. Những cái bậc đại giác ấy là giả của bậc đại giác thì một người phải trực diện và coi những cái sự chết hay là những cái chết là một cái mà gọi như mọi người sợ hãi nhất, nhưng mà Đức Phật thì cũng vẫn dạy cái niệm sự chết. Có nghĩa là niệm đi chết để mình hiểu rằng mình đi với cái nghiệp của mình, mình đi với cái nghiệp của mình. Và cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì cái thiện nghiệp nó dẫn dắt mình vào cái cảnh giới, và cái thiện nghiệp nó còn là cái nhân tố để mình tích lũy những cái ba la mật nếu mình chưa đủ duyên để giác ngộ vậy đó. Và chính cái thiện nghiệp nó cũng là cái nhân của trí tuệ, vì cái nhân của vô tham vô sân và trí tuệ đó là cái nhân để thấy rõ các hành là vô thường, các hành là khổ, các hành là vô hạn. Chính vì điểm đó nên một cái người mà có thiện pháp đó, mình hiểu rằng cái thiện nghiệp đó là cái điểm yếu tố để thành tựu đạo quả, thành tựu cái giác ngộ. Nên ở trong cái bài kinh 40 đại pháp, Đức Phật ngài cũng có nói đến chánh kiến, đến sanh y và chánh kiến đến đạo chi đó. Chánh kiến là đến sanh y đó. Mình hiểu rằng con người của mình trong kiếp hiện tại này đó, mình muốn giác ngộ giải thoát, nhưng mà cái tuệ giác của mình chưa có đủ đó. Nếu mình tục sinh làm người nhị nhân đó, thì cái tuệ giác mình chưa đủ, mình muốn chứng ngộ cũng không chứng ngộ được. Nên thật sự đó, quý vị biết rằng đối với Đức Phật đó, không phải là Đức Phật ngài thuyết giảng rồi tất cả mọi người cũng đều giác ngộ, mà là những cái nhân tố tương lai để cho những người để giác ngộ. Những nhân tố tương lai chúng ta thấy như là Uyết-sa-ná hay là những cái người ngoại đạo đó, Đức Phật ngài thuyết, nhưng mà ngài biết rằng những cái người này sẽ là những cái hộ pháp tương lai. Hiện tại đó thì họ chống đối với Phật giáo, nhưng do họ nhận diện sai lầm thôi. Đến một lúc nào đó cái tuệ giác họ đó vững vàng đó, thì họ sẽ trở thành những nhân tố hộ pháp, những cái nhân tố thấy được cái chánh pháp và hy sinh cho chánh pháp. Chúng ta thấy cũng như Uyết-sa-ná là Đức Phật biết sau này trở thành vị hắc Phật đó. Có nghĩa là một cái người da đen mà bên Miến Điện đó thành vị A-la-hán đó, thì mình gọi là hắc Phật. Nhưng mà thật sự ra đó thì ngay hiện tại này thì vị đó không có chứng ngộ, vị đó là những người ngoại đạo. Nhưng mà Đức Phật lại biết rằng khi vị đó đã nhận diện sai pháp thôi, nhưng mà khi nhận diện đúng pháp rồi đó, thì vị này sẽ trở thành những cái nhân tố để trở thành cái bậc giác ngộ. Nên nó chúng ta hiểu vậy, chúng ta mới thấy rằng ma tuy rằng phá như vậy, nhưng mà ma đó sau này thành Phật rồi đó, thì những cái thiện nghiệp ác nghiệp của ma vương làm đó, ma vương phải tự chịu thôi. Chúng ta phải hiểu vậy. Hay là chúng ta nghe câu chuyện mà ngày Đại Siêu ngày kể về một cái kiếp, nhiều cái mình nghĩ là nói chơi thôi, một cái kiếp mình nghĩ rằng mình không vừa lòng thôi. Khi một người phát nguyện thành Phật trước mặt mình á, thì nhiều khi mình lại quay ngược trở lại mình phát nguyện làm ma để phá cái người đó. Chúng ta nghe cái câu chuyện ngày Hòa Thượng Đại Siêu, và chúng ta cũng nhớ cái câu chuyện này trong kinh Chú Giải cũng có nói, có nghĩa là ma bây giờ đó, ma bây giờ là cũng là một cái vị tu hành thuở xưa với Đức Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta. Nhưng mà nghe một người tu thành Phật á, thì nhiều khi mình nghĩ cái chuyện đó nó không là gì hết. Nhưng mà thật sự nó không phải là như vậy đâu quý vị. Cái mầm mống nhỏ nó trở thành cái nhân tố lớn. Cũng như chúng ta thấy Đề Đa hiện tại mà làm tấn Phật chảy máu hay chia rẽ tăng đó, mình thấy cái chuyện mà Đề Đa làm tày trời như vậy. Nhưng mà thở quá khứ đó chỉ là hai người đi buôn đồ cổ thôi. Một người hám lợi muốn tước đoạt cái tài sản của người ta, còn một người thật thà nói đúng sự thật và
và cái giá cả cái mâm vàng đó đúng sự thật thôi. Và cái người kia mất một cái món lời đó đã kết quan trái. Và cái quan trái đó tới bây giờ đó, nhiều kiếp nó dây dưa và nó rất là hệ lụy. À, những kiếp mà Đức Bồ Tát sanh làm con Đẹp Đa, mà Đẹp Đa ganh tị chặt tay chặt chân con mình, cái chuyện mà mình không thể nào tưởng tượng nổi đâu quý vị. Ví dụ bây giờ mình thấy có nhiều người họ đem họ chặt tay hay chặt chân con của mình, mình nghĩ sao ông đóng ác quá. Nhưng mà thật sự ra chúng ta thấy câu chuyện Đức Bồ Tát và tôn giả Đê Vô Đạo Tá đó là hai người trong kiếp luân hồi cũng là những người buôn bán đồ cổ, nhưng mà thật sự một người thật lòng với cái món một cái mâm vàng, và một người thì giả dối muốn đoạt cái mâm vàng đó thôi. Mà cái người thật lòng đã mua cái mâm vàng với cái giá trị đúng của nó, và cái người mà muốn lừa lọc lấy đó chính là tôn giả Đê Vô Đạo Tá thuở xưa. Và những cái mất một chút lợi trong hiện tại kiếp đó đó mà đã kết quan trái quán thù với Đức Bồ Tát, và cho đến nhiều kiếp, đến khi mà có kiếp làm cha làm con, mà đứa con dễ thương mà thông minh như vậy mà người cha nở lòng ra lệnh chặt tay chặt chân chặt đầu con của mình, mình không thể nào nghĩ được. Nhưng mà thật sự ra trong đời này nó không có cái gì ghê gớm bằng cái nghiệp hết quý vị. À, chính cái nghiệp mà, cái nghiệp ác á, mà mình đã tích lũy á, nó bắt đầu thấy nó một chút vậy đó, nhưng mà với cái năm tháng ngày giờ nó rất là kinh khủng quý vị. À, quý vị cứ nghĩ rằng thở quá khứ đó, hai người gặp nhau đó, là hai người bộ đồ cổ, là tiền thân của tôn giả Đê Vô Tái và tiền thân của Đức Phật. À, và chỉ có mâm vàng thôi, một người mua được, một người muốn lừa lọc để lấy thôi, mà nó quan trái đến nhiều kiếp. Cái kiếp đầu tiên mà Đức Phật kể lên cái sự quan trái quán thù tôn giả Đê Vô Tái với Đức Phật đó, là cái thở đầu tiên là cái hai người mua cái mâm đồ cổ. Thì chúng ta mới thấy rằng nó thật sự rất có nhiều khi những cái chuyện nói đùa, những chuyện nói chơi, những cái chuyện người ta muốn thành Phật và mình muốn phá đó, mình nói như vậy nhưng mà thật sự ra nó trở thành những cái gì mà sau này mình phá và mình nghĩ rằng mình chọc ghẹo ông chơi vậy thôi. Nhưng mà thật sự đó, nó trở thành một cái thói quen mà hiện tại ác ma mà phá Phật như vậy. Mà quý vị biết rằng á, bà Wiska bà phát nguyện thành thiên hậu của Ma Dương để nói ông chồng mình đó là đừng có phá Phật chỉ chữ tăng nữa. Ông mà phá như vậy đó, mai mốt mà ông mà giác ngộ đó, ông cũng thảm thiết. Thì thật sự ra mình nói thảm thiết như vậy, nhưng mà thật sự ra khi mà thành Phật rồi thì vị Phật nó có nhiều cái chuyện mà khác hơn những vị Phật khác quý vị. Chúng ta thấy như Đức Phật của chúng ta vậy đó, ma cứ phá hoài như vậy, có cơ hội phá. Ngài xuất gia cũng đi theo dõi, rồi lúc nào ngài khổ hạnh cũng thấy ngài té lên, ngồi xuống té lên cũng hiện ra để phá phách, coi như là lúc nào cũng phá phách đó. Thì chúng ta thấy rằng không phải một vị Phật nào cũng giống như Đức Phật của chúng ta. À, nên nhiều khi mình thấy rằng ở đời đó, mọi sự đó nó hiển lộ, và mọi cái nghiệp của chúng sanh đó mình gọi là không có nghĩ bàn nổi là như vậy đó. Nghiệp lực của chúng sanh bất khả tư nghị là như vậy. Bởi vì chúng ta không thể nào hiểu được cái, chúng ta không có thể nào suy nghĩ nổi những cái chuyện đó. Nhưng mà thật sự ra những cái chuyện đó nhiều khi là những cái chuyện nói chơi, nhiều khi là một cái chuyện nhỏ nhặt trong một kiếp sống, một cái sự lợi lạc, một cái sự mất mát chút đỉnh thôi. Nhưng mà nó trở thành quán thù, quan trái lâu dài về sau này mình không thể nào tưởng tượng nổi. Khi mà Đức Phật ngày sâu lại những cái câu chuyện và ngày kể lại từ cái thuở đó, và sau này Đê Vô Đạo Tá mà tôn giả Đê Vô Đạo Tá mà hại Phật từ kiếp này tới kiếp kia, cũng ganh tị tật đối với ngài, được cũng đủ thứ chuyện hết. À, từ nhiều kiếp như vậy. À, mà càng ngày càng nhiều đó quý vị. Hồi xưa thì quý vị thấy hai người buôn đồ cổ chỉ có cái mâm vàng thôi, người mua được với thật lòng, một người muốn chiếm hữu thôi. Và cái người mà mua không được đó chính là tôn giả Đê Vô Đạo Tá, đã tức giận và đã ói máu tươi, và cái lòng hiềm hận đó nó đã ăn sâu và nó trở thành cái quan trái gì đó mà kinh khủng. Thì chúng ta cũng thấy rằng nhé, đối với một cái người tu tập đó, mình nên cẩn trọng cái thân khẩu ý của mình. Vì cái sự cẩn trọng đó nó không có
nó không phải dư đâu quý vị. Mình nên cẩn trọng và mình nên thấy được cái điều đó. Nên nó thường thường quý vị thấy rằng cái tuệ giác đó, nó giải trừ những cái quan trái. Nhưng mà cái lòng sân hận đó, cái lòng ganh tị tật đó, bởi vì cái quý vị thấy không, tâm sân nó có hai cái tâm sân thôi, nó có bốn cái sở hữu sân thôi. Sân cái tâm sân nó có hai tâm sân thôi, trong khi tâm tham nó có tám tâm tham, nhưng mà nó có ba sở hữu tham phần thôi. Trong khi hai tâm sân mà nó có bốn sở hữu sân phần, sân tật lẫn hối. Thì mình thấy rằng một cái sự không vừa lòng đối với mình, một cái chuyện mà mình thấy mình bỏ qua việc thiện, mình không làm việc thiện, nhưng mà khi mình nhớ lại nó cũng là cái trạng thái của tâm sân. Bởi vì cái lúc mình hành thiện được, mình không hành thiện, mình bỏ qua hành thiện, mình lại hành ác. Nên lúc mà mình nhớ ác á, thì mình lại khó chịu, mình lại khóc lóc, mình phải lại bi tâm. Nên mình hiểu như vậy, mình mới thấy rằng thật sự quả thật là trong cái sự điều phối được tâm của mình là một chuyện cực kỳ thiên giản nan. Và các bậc thánh điều phục được cái tâm của mình, cái tâm bất thiện của mình, nên các ngài mới giải thoát được. Còn chúng ta là người còn luân hồi đó, thì cái tâm nó sanh ra do nó bắt cái cảnh, và chúng ta không khéo và hướng tâm đó, thì chúng ta cũng rất là dễ để trở thành như là ma phá Phật vậy. Bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng cũng quá giờ rồi quý vị, quá mấy phút rồi. Thôi bây giờ thì mời thi chúng lên tri ân chư tôn tăng và xin kết thúc buổi học hôm nay quý vị. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã đỡ bích nhà giờ chót cho hòa thượng Giác Đẳng. Dạ, con kính tri ân để Đức Thầy trì và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng tông trùm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng quy mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn trị, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn